tác phẩm Việt Nam sử lược tác giả Trần Trọng Kim Chương 5 Công việc họ Trịnh làm ở đất Bắc 1. Việc giao thiệp với nhà Thanh 2. Việc lấy đất cao bằng của họ Mạc 3. Quan chế 4. Việc binh chế 5. Hình luật 6. Thuế đinh, thuế điền và sưu dịch 7. Các thứ thuế 8. Sổ chi thu 9. Việc khai mỏ 10. Việc đúc tiền 11. Sự đong lường 12. Việc in sách 13. Việc học hành thi cử 14. Trường học võ 15. Làm quốc sử 16. Sự đánh dẹp giặc giã trong nước Giặc ngân già Giặc ninh xá Nguyễn hữu cầu Nguyễn danh phương Hoàng Công Chất, Lê Duy Mật Ghi chú, giặc giã, đây là hạn chế của tác giả Thật sự đây là các cuộc khởi nghĩa của nông dân chống lại triều đình phong kiến thối nát Hết ghi chú 1. Việc giao thiệp với nhà Thanh Năm Quý Mão, 1663, lúc ấy nhà Minh đã mất rồi Vua nhà Thanh cho sứ sang dụ vua An Nam về triều cống Bây giờ trịnh tạc mới cho sứ đem đồ cống lệ sang Yên Kinh, tức là Bắc Kinh, để cầu phong cho vua Lê. Đến năm Đinh Mùi 1667, vua Khang Hy nhà Thanh sai sứ sang phong cho vua Lê làm An Nam Quốc Vương. Từ đó hai nước thông sứ với nhau như thường, về sau dẫu có lôi thôi về những việc giặc cướp và việc giới hạn ở phía Thượng Du, nhưng bao giờ vua nhà Thanh cũng chủ lấy sự hòa bình, cho nên việc gì cũng trang trải xong xuôi. 2. Việc lấy đất cao bằng của họ Mạc Năm Ất Sửu 1625, Mạc Kính Khoan đã xin về hàng, được phong làm Thái úy Thông Quốc Công cho giữ đất cao bằng. Xong đến năm Mậu Dần 1638, Kính Khoan mất, con là Mạc Kính Vũ, có chỗ gọi là Mạc Kính Hoàn, không nhận chức và không chịu về cống lại tự xưng làm vua hiệu là Thuận Đức. Từ đó họ Mạc cứ thỉnh thoảng đem quân về cướp phá ở Mạn Thái Nguyên, quan quân đánh đuổi nhiều lần nhưng không trừ hẳn được. Năm Đinh Vị 1667, Trịnh Tạc đem đại binh cùng các tướng là Đinh Văn Tả, Lê Châu, Lê Hiến lên đánh lấy đất Cao Bằng. Mạc Kính Vũ phải bỏ chạy sang tàu, Trịnh Tạc mới treo bảng chiêu tập dân sự về làm ăn và đặt quan cai trị lại sai vũ vinh làm đốc trấn đất cao bằng đinh văn tả làm trấn thủ đất thất tuyền tức là thất khê bây giờ mạc kính vũ ở bên tàu lấy vàng bạc đút lót cho quan nhà thanh để tâu xin với thanh đế bắt họ trịnh trả lại đất cao bằng cho họ mạc thanh đế cho kính vũ về ở nam ninh rồi sai sứ sang thượng nghị với nam triều về việc ấy triều đình an nam và sứ nhà thanh bàn đi bàn lại mãi sau trịnh tạc phải chịu trả lại cho họ mạc đất bốn châu ở cao bằng là châu thạc lâm quảng uyên thượng lang hạ lang và triệu quan đốc trấn vũ vinh về về sau ngô tam quế phản nhà thanh ở đất vân nam và đất quảng tây mặc kính vũ cũng về đảng với Tam Quế mà chống lại nhà Thanh. Đến khi Tam Quế chết rồi, nhà Thanh đã lấy lại đất Quảng Tây. Họ trịnh muốn nhân dịp ấy mà trừ họ mạc cho xong. Bèn một mặt sai Đinh Văn Tả và Nguyễn Hữu Đăng lên đánh Mạc Kính Vũ. Đến tháng 8 năm Đinh Tị 1667, Đinh Văn Tả lấy được thành Cao Bằng. Mạc Kính Vũ cùng họ hàng chạy sang Long Châu bị quan nhà Thanh bắt giải sang trả cho An Nam. Từ khi Mạc Mậu Hợp phải bắt, họ Mạc thất thủ thăng long rồi, con cháu chạy lên mạn ngược. Nhờ thế nước Tàu được giữ đất cao bằng, tương truyền được ba đời là Mạc Kính Cung, Mạc Kính Khoan và Mạc Kính Vũ. Đến nay mới mất hẳn. Dòng dõi họ Mạc hoặc bị bắt hoặc về hàng, có nhiều người được tha cho làm quan với họ trịnh. 3. Quan chế Trước khi họ Mạc cướp ngôi nhà Lê thì quan chế vẫn theo như đời Hồng Đức. Nhưng từ khi nhà Lê trung hưng về sau, chính quyền về họ trịnh cho nên quan chế có khác ít nhiều. Trước thì trên cùng có quan tham tụng và quan bồi tụng để coi việc chính trị, tức là giữ chức tể tướng đời xưa rồi đến các quan thượng thư ở lục bộ. Lục bộ là lại bộ, coi việc thuyên chuyển các quan viên, việc thăng hàm thưởng tước, việc cách chức giáng chật tức là coi mọi việc riêng về quan lại trong nước hộ bộ coi việc điền thổ và nhân dân thuế khóa lương tiền thu vào phát ra lễ bộ coi việc nghi lễ tế tự việc học hành thi cử việc áo mũ phẩm phục và phủ ấn việc làm chương làm biểu việc đi sứ nước nọ nước kia việc coi thiên văn làm lịch làm thuốc bói toán việc quan hệ tăng ni đạo sĩ việc âm nhạc ca sướng. Binh bộ coi các võ quan, quân lính và việc phòng bị biên giới, vân vân. Hình bộ coi việc hình pháp, kiện tụng. Công bộ coi việc xây đắp thành trì, cung điện, cầu cống, đường xá, sông ngòi, rừng núi. Đến năm Mậu Tuất 1718, đời vua Dụ Tông, Trịnh Cương lại đặt ra lục phiên ở bên phủ chúa cũng như lục bộ ở bên nhà vua để coi mọi việc chính trị về việc võ bị thì trước có ngũ phủ là trung quân phủ đông quân phủ tây quân phủ nam quân phủ bắc quân phủ mỗi một phủ đặt một đô đốc phủ có quan tả hữu đô đốc coi việc cả quân trong đời vua thánh tông thì thanh hóa nghệ an thuộc về trung quân hải dương an bang thuộc về đông quân sơn nam thuận hóa quảng nam thuộc về Nam quân Tam Giang Hưng Hóa thuộc về Tây quân Kinh Bắc Lạng Sơn thuộc về Bắc quân Đến năm Giáp Thìn 1664 đời vua Huyền Tông Trịnh Tạc lại đặt thêm chức trưởng phủ sự và thự phủ sự để coi hết thảy các quân Các quan chức thời bấy giờ chia ra làm ba ban Văn ban, võ ban và giám ban Theo thường lệ, thì chỉ có văn ban và võ ban mà thôi. Nhưng từ khi họ trịnh giữ quyền bính và lại yêu dùng các nội giám, thường cho ra làm quan coi việc chính trị cho nên mới đặt ra giám ban. Ban này đến cuối đời Cảnh Hưng 1740-1786 mới bỏ. Từ khi họ trịnh cầm quyền thì bên nhà vua gọi là Triều Đình, bên phủ chúa gọi là Phủ Liêu. Phàm những việc chính trị và quân dân đều do bên phủ chúa định đoạt hết cả, cho nên người ta thường dùng chữ phủ liêu chứ không mấy khi dùng chữ triều đình. Vì triều đình chỉ có cái hư vị chứ không có quyền gì nữa. Sự kén chọn các quan lại thì lệ cứ mấy năm lại khảo hạch một lần, ai không xứng chức thì phải giáng xuống. Khi nào quan viên về hưu trí thì được ăn dân lộc, như là quan nhất phẩm thì mỗi năm được 400 quan tiền dân lộc của bốn năm xã. Quan nhị phẩm thì được 300 hoặc 250 quan của hai ba xã. Quan tam phẩm được 250 hoặc 150 quan của 12 hai xã. Quan tứ phẩm được 150 quan của một xã. Quan ngũ phẩm được 100 quan của một xã. Đời bây giờ lại đặt ra phép tắc rất hay, như là cấm không cho các quan viên lập trang trại ở chỗ mình làm quan bởi vì thường có nhiều người ỷ quyền thế mà hà hiếp lấy ruộng đất của dân rồi nuôi những đồ gian ác làm tôi tớ để quấy nhiễu mọi người đến nỗi có nhiều nơi dân phải siêu tán đi ấy cũng là một việc đỡ hại cho dân và lại có thể giữ liêm cho quan vậy nhưng về sau từ đời trịnh giang trở đi nhà chúa chơi bời xa xỉ lại có nhiều giặc giã phải tìm cách lấy tiền đặt ra lệ cứ tứ phẩm trở xuống ai nộp 600 quan thì được thăng chức một bậc. Còn những người chân trắng mà ai nộp 2800 quan thì được bổ chi phủ, 1800 quan thì bổ chi huyện. Ghi chú, việc bán phẩm hàm đã có từ đời vua Dụ Tông nhà Trần và đời vua Thánh Tông nhà Lê, nhưng mà bây giờ chỉ cho lấy hàm mà thôi chứ không thực chức. Hết ghi chú. Như thế hễ ai có tiền là được quyền trị dân chứ không cần có tài năng gì cả thành ra cái phẩm giá của những người làm quan đời bây giờ cũng kém dần dần đi 4. Việc binh chế Khi nhà Lê Trung Hưng ra đánh họ mạc số quân chỉ có hơn 56.000 người mà thôi Ghi chú Khi vua Lê Thái Tổ ra đánh nhà Minh thì số binh bây giờ được 25 vạn chia ra làm 5 quân gọi là trung quân, tiền quân, hậu quân, tả quân, hữu quân. Đến khi đánh dẹp xong rồi, cho 15 vạn về làm ruộng, còn để lại 10 vạn chia làm 5 đạo, gọi là Đông đạo, Tây đạo, Nam đạo, Bắc đạo và Hải Tây đạo. Hết ghi chú. Về sau, từ lúc đánh được họ mạc rồi, họ trịnh chia ra làm hai thứ binh, một thứ gọi là ưu binh, thì lấy binh ở ba phủ đất thanh hóa, và ở bốn phủ đất nghệ an lệ cứ ba xuất đinh lấy một tên lính một thứ gọi là nhất binh thì lấy lính ở tứ trấn ở đất bắc là sơn nam kinh bắc hải dương sơn tây lệ cứ năm xuất đinh lấy một tên lính lính ưu binh thì đóng ở kinh thành kén vào làm quân túc vệ để canh giữ những nơi đền vua phủ chúa những lính ấy đã được cấp cho công điền lại được thêm chức sắc lính nhất binh thì chỉ để đủ giữ các trấn và hầu hạ các quan, còn thì cho về làm ruộng. Có khi nào cần dùng đến thì mới gọi, như là về đời trịnh doanh, có lắm giặc giã, phải đánh dẹp nhiều nơi thì mới gọi đến lính tứ trấn. Cả thầy được độ chừng 11.500 người, chia ra làm 20 vệ. Sau lại đổi ra làm cơ, làm đội, mỗi cơ có 200 người, để 100 người ở tại ngũ, còn 100 người cho về làm ruộng rồi cứ lần lượt thay đổi nhau mà về năm hình luật hình luật về đời ấy thì đại khái cũng như đời tiền lê hình pháp thì chia ra làm năm thứ gọi là ngũ hình suy trượng đồ lưu và tử nhưng trước thì tội gì cũng được cho chuộc cả ghi chú tội trượng thì cứ mỗi một trượng là quan tam phẩm phải chuộc 5 tiền, quan tứ phẩm phải chuộc 4 tiền, quan ngũ phẩm 3 tiền, quan thất bát phẩm 2 tiền. Từ cửu phẩm cho xuống đến thứ nhân thì 1 tiền. Tội đồ làm lính coi trùng voi thì phải chuộc 60 quan, làm lính đồn điền thì 100 quan. Tội lưu cận châu thì phải chuộc 130 quan, Viễn Châu thì 290 quan. Tội tử thì phải chuộc 330 quan. Hết ghi chú. Đến đời vua Huyền Tông, trịnh tạc định lại. Trừ những người được dự vào bát nghị ra. Còn ai phạm tội gì cứ chiếu theo tội nặng nhẹ mà luận hình chứ không cho chuộc nữa. Ghi chú đã nói ở đời vua Lê Thái Tổ. Hết ghi chú. Trước thì ai đã phải tội lưu lại phải tội chặt tay nữa. Đến đời vua Dụ Tông, Trịnh Cương mới bỏ cái luật chặt tay và đổi lại như là ai phải chặt hai bàn tay và phải lưu đi Viễn Châu thì cải làm tội đồ trung thân. Ai phải chặt một bàn tay và phải lưu ngoại châu thì đổi làm tội đồ 12 năm. Ai phải chặt hai ngón tay trỏ và phải lưu cận châu thì thì đổi làm tội đồ 6 năm. Còn như ai phạm tội trộm cướp thì không kể vào lệ ấy. Trịnh Tạc lại định ra hai phép xử kiện, chia những việc kiện tụng ra làm hai thứ, những việc mưu sát, đạo, kiếp thì gọi là đại tụng, những việc hộ, hôn, ẩu đà, thì gọi là tiểu tụng. Quan sự kiện mà không hợp lẽ thì phải phạt tiền, còn những việc đã xử phải lẽ rồi, người kiện còn đi kiện nữa thì người ấy cũng phải phạt tiền. Những việc án mạng, trộm cướp và những việc hộ, hôn, điền thổ thì phải theo thứ tự mà xét xử. Như việc án mạng thì quan phủ huyện xét. Rồi đệ lên để thừa ti và hiến ti, hội đồng xét lại. Việc trộm cướp ở Kinh Đô thì do quan đề lĩnh xét lại. Ở các chấn thì do quan chấn thủ xét lại hàm những việc đại tụng tiểu tụng mà ở huyện phủ hay là ở thừa ti, trấn ti xử không xong thì đến hiến ti xét lại. Ở hiến ti không xong thì đến giám sát xét lại. Ở giám sát và đề lĩnh không xong thì đến ngự sử đài xét lại. Những việc nhân mạng thì hạn cho 4 tháng. Việc trộm cướp điền thổ thì 3 tháng. Việc hôn nhân ẩu đả thì 2 tháng. Chứ lệ không cho để lâu làm mất công việc của dân. 6. Thuế đinh, thuế điền và sưu dịch Trước lệ cứ 6 năm làm sổ hộ tình một lần, rồi cứ tùy số dân đinh nhiều ít mà đánh thuế, gọi là quý. Đồng niên, mỗi tên đinh cứ tùy hạng hoặc đóng một quan hay là một quan tám tiền, tức là thuế thân. Đến năm Kỷ Dậu, 1669, đời vua Huyền Tông, quan tham tụng là ông phạm công chứ xin đặt ra phép bình lệ nghĩa là làm sổ đinh nhất định một lần rồi làng nào phải đóng bao nhiêu xuất đinh cứ theo như thế mà đóng mãi chứ có đẻ thêm ra cũng không kể mà có chết đi cũng không trừ lập phép ấy là để cho dân khỏi phải làm sổ mà quan cũng khỏi phải tra xét nhưng phải một điều bất tiện là về sau số đinh hơn kém bao nhiêu quan không biết được nữa đến năm Quý Tị 1713, đời vua Dụ Tông, sử chép rằng số dân nội tịch phải đóng thuế cho nhà vua cả thảy chỉ 206.315 suất mà thôi. Còn như thuế điền thì năm kỷ hợi 1719, đời vua Dụ Tông, Trịnh Cương sai các quan phủ huyện và quan thừa chính hiến sát làm việc đạc điền để mà chia tiền thuế cho các dân xã cho đều. Lệ bấy giờ cứ đo công điền công thổ mà đánh thuế, gọi là thuế chia ra làm ba hạng. Hạng nhất, mỗi mẫu đồng niên đóng một quan, hạng nhì 8 tiền, hạng ba 6 tiền. Những siêu dịch như là việc tế tự trong đền vui phủ chúa, việc sửa sang trường thi, việc làm cầu cống, đắp đường xá, giữ đê điều, vân vân thì cứ tùy nghi mà bổ cho các xuất đinh để lấy tiền mà cung ứng cho đủ. Ấy các thứ thuế trước đánh là vậy. Đến năm Quý Mão 1723, quan tham tụng là ông Nguyễn Công Hãng theo phép tô, phép dung và phép điệu của nhà đường mà châm trước sửa sang lại như sau này. Phép tô tức là phép đánh thuế điển thổ, cứ mỗi mẫu công điền là phải nạp 8 tiền thuế, mà ruộng nào cấy hai mùa thì chia 3, quan lấy một phần thóc. Những đất bãi của quan cứ mỗi mẫu nạp thuế một quan hai tiền chỗ nào trồng dâu thì nộp một nửa bằng tơ chỗ nào không trồng dâu thì nộp cả bằng tiền các ruộng tư điển ngày trước không đánh thuế đến bây giờ mới đánh ruộng hai mùa mỗi mẫu ba tiền ruộng một mùa mỗi mẫu hai tiền phép dung tức là phép đánh thuế thân cứ mỗi xuất đinh là đồng niên đóng một quan hai tiền những người sinh đồ lão hạng và Hoàng Đinh thì đóng một nửa. Ghi chú, Lão Hạng là những người từ 50 tuổi đến 60 tuổi. Hoàng Đinh là người mới có 17 đến 19 tuổi. Hết ghi chú. Phép điệu tức là phép bắt dân đóng tiền su dịch. Cứ mỗi một suất đinh, một năm hai mùa, mùa hạ phải đóng 6 tiền, mùa đông phải đóng 6 tiền. Quan lấy tiền ấy mà làm các việc, không phiền đến dân nữa. 7. Các thứ thuế Đời bây giờ đánh thuế các thứ thổ sản, thuế mỏ, thuế đò, thuế chợ, vân vân Nhưng mà những thuế ấy khi đánh khi thôi không có nhất định. 1. Thuế tuần ti Các thuyền bè chở hàng hóa đi bán ở trong sông cũng phải chịu thuế. Trong nước lập ra cả thầy 23 sở tuần ti để thu thuế. Như che gỗ thì cứ 10 phần đánh thuế 1 phần. Những đồ tạp hóa thì 40 phần đánh thuế 1 phần. 2. Thuế muối. Năm Tân Sửu 1721. Trịnh Cương đặt quan giám đương để đánh thuế muối, cứ 10 phần quan lấy 2 phần. Những người buôn muối phải lĩnh thẻ của quan giám đương thì mới được mua muối mà trước phải mua của quan xã rồi sau đó mới được mua của những người làm muối. Vì đánh thuế như thế cho nên giá muối cao đến một tiền một đấu muối, dân sự ăn uống khổ sở. Bởi vậy đến năm Nhâm Tý 1732, Trịnh Giang bỏ thuế muối không đánh nữa. Đến năm Bính Thìn 1746, Trịnh Doanh lại lập lại phép đánh thuế muối. Cứ chia ra 50 mẫu ruộng muối làm một bếp, mỗi bếp phải nộp 40 học muối thuế, mỗi một học đánh giá là 180 đồng tiền tức là ba tiền. 3. Thuế thổ sản Năm Giáp Thìn 1724, Trịnh Cương định lệ đánh thuế các thổ sản như là vàng, bạc, đồng, kẽm, sơn, diêm tiêu, than gỗ, than đá, tre, gỗ, tơ lụa, quế, cá, mắm, các đồ dụng vật như là rượu, mật, dầu và các đồ thập vật như là giấy, chiếu, vải, vân vân. 8. Sổ chi thu Về thời Trịnh Giang làm chúa, có lắm giặc giã phải chi tiêu nhiều việc, cho nên năm kỷ mùi 1731, các quan xin đặt quan để cùng với hộ phiên mà làm sổ biên rõ đồng niên thu vào được bao nhiêu và phát ra mất bao nhiêu, để liệu sự chi dụng cho vừa. 9. Việc khai mỏ Nước ta từ đời bấy giờ ở Tuyên Quang thì có mỏ đồng ở Tụ Long, mỏ bạc ở Nam Sương và ở Long Sinh. Ở Hưng Hóa thì có mỏ đồng ở Trinh Lan và Ngọc Uyển. Ở Thái Nguyên thì có mỏ đồng ở Sáng Mộc, Yên Hậu, Liêm Tuyền, Tống Sinh, Vũ Nông, mỏ vàng ở Kim Mã, Tam Lộng, mỏ kẽm ở Cồn Minh. Ở Lạng Sơn có mỏ đồng ở Hoài Viễn. Những mỏ ấy đều là người tàu sang khai cả bao nhiêu quyền lợi về tay người tàu hết. Của 10 phần, nhà nước không được một, mà những phu tàu sang làm mỏ thường hay quấy nhiễu dân sự. Tuy rằng năm Đinh Dậu 1717, Trịnh Cương đã định lệ rằng những người tàu sang khai mỏ, chỗ đông lắm chỉ được đến 300 người, chỗ đông vừa 200 người, chỗ ít 100 người mà thôi. Thế mà về sau, có nơi phu khách đông đến hàng vạn người rồi sinh sự đánh nhau, thường phải dùng đến binh lính đi đánh dẹp mãi mới xong. 10. Việc đúc tiền Nhà hậu Lê Trung Hưng lên rồi, vẫn tiêu tiền Hồng Đức, và ở chấn nào cũng có sở đúc tiền. Nhưng vì có lắm sự nhũng lạm, cho nên đến năm Quý Dậu 1753, Trịnh Doanh mới bỏ sở đúc tiền ở các chấn mà chỉ để hai sở gần đất Kinh Sư mà thôi đến năm Bính Thân 1776, đời Cảnh Hưng vua Hiến Tông. Khi họ Trịnh đã lấy được đất thuận hóa rồi, lại mở lò đúc tiền ở Phú Xuân, đúc ra ba vạn quan tiền Cảnh Hưng nữa. Đời bấy giờ cũng có đúc ra bạc lạng để tiêu dùng. Mỗi một lạng là 10 đồng, mỗi đồng giá 2 tiền. Bạc ấy chặt ra mà tiêu cũng được. 11. Sự đong lường sự đong đường thì trước vẫn theo lối cũ, cứ 6 hạp là một thăng. Nhưng từ năm Giáp Thìn 1664, ông Phạm Công Chứ định lại, lấy một cái ống gọi là Hoàng Trung Quản làm chừng. Cái ống ấy đựng được 1.200 hột thóc đen, gọi là một thược. Rồi cứ 10 thược làm một hạp, 10 hạp làm một thăng, 10 thăng làm một đấu, 10 đấu làm một học. 12. Việc in sách. Người nước ta học chữ nho đã lâu mà những sách học như là tứ thư, ngũ kinh toàn thị dùng sách in của Tàu cả. Năm Giáp Dần, 1734, đời vua Thuần Tông, Trịnh Giang mới bắt khắc bằng in, in các sách phát ra mọi nơi và cấm không cho mua sách in bên Tàu nữa. Ấy cũng là một sự lợi cho sự tài chính của nước ta. 13. Việc học hành thi cử Sự học hành về đời hậu lê thì đại khái cũng giống như đời tiền lê. Trong nước ở đâu cũng lấy nho học làm trọng. Ở quốc tử giám thì đặt quan tế tử và quan tư nghiệp để làm giảng quan. Mỗi tháng một lần tiểu tập, ba tháng một lần đại tập. Còn việc thi cử là việc nhà nước chọn lấy nhân tài để dùng làm việc nước thì đời nào cũng có. Từ khi nhà Mạc và nhà Lê tranh nhau ngôi vua, Bắc triều họ Mạc vẫn mở khoa thi ở Thăng Long, Nam triều họ Lê vì bận việc binh cho nên đến mãi năm Canh Thìn, 1580 mới mở khoa thi hội ở Tây Đô. Từ đó về sau cứ 3 năm một kỳ thi hội, nhưng mà cách thức thi cử còn sơ lược. Đến năm Giáp Thìn, 1664, đời vua Huyền Tông, Trịnh Tạc mới định lại quy thức thi hội. Còn như thi hương thì đến năm Mậu Ngọ 1678 mới định các điều lệ rõ ràng. Từ đó cứ 3 năm một kỳ thi hương, Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn Nam, Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương, Thái Nguyên, Hưng Hóa, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Yên Quảng đều có trường thi cả. Nhưng mà sự thi hương bấy giờ hồ đồ lắm, không nghiêm như đời Hồng Đức. Như là về đời vua Dụ Tông, niên hiệu Bảo Thái thì đặt lệ ai đi thi phải nộp tiền minh kinh để lấy tiền làm nhà trường và khoản đốn quan trường. Đến năm canh ngọ 1750 đời cảnh hưng, nhà nước thiếu tiền lại đặt ra lệ thu tiền thông kinh, thế ai nộp ba quan thì được đi mà không phải khảo hạch. Thành ra lúc bấy giờ, những người đi làm ruộng, đi buôn, đi bán thịt, ai cũng được nộp quyền vào thi. Đến nỗi lúc vào thi, Người tranh nhau vào trường xéo đạp lẫn nhau có người chết. Vào ở trong trường người thì dùng sách, kẻ đi thuê người làm bài, học trò với quan trường thì thông với nhau thành ra cái chợ thi. Phép thi cử bây giờ thật là bậy. 14. Trường học võ Đời vua Dụ Tông, Trịnh Cương lại mở ra trường học võ, đặt quan giáo thụ để dạy cho con cháu các quan vào học võ kinh chiến lược cứ mỗi tháng một lần tiểu tập ba tháng một lần đại tập mùa xuân mùa thu thì tập võ nghệ mùa đông mùa hạ thì tập võ kinh lại đặt ra lệ ba năm một lần thi võ thi thì đại khái là phải bắn cung múa giáo múa gươm phi ngựa mà bắn cung và chạy bộ mà bắn cung rồi sau cũng hỏi nghĩa sách để xét học lực hỏi phương lược để xét tài năng Năm Canh Thân 1740, Trịnh Doanh lập võ miếu, chính vị thì thờ Vũ Thành Vương, Khương Thái Công, Tôn Võ Tử, Quản Tử, vân vân. Ở đằng sau thì thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và lại lập miếu riêng thờ Quan Công, cứ xuân thu hai kỳ tế lễ. 15. Làm quốc sử. Từ khi ông Vũ Quỳnh làm sách Đại Việt Thông Giám. Mãi đến đời vua Lê Huyền Tông, nhà hậu Lê, trịnh tạc mới sai quan tham tụng là Phạm Công Chứ, soạn sách Việt Sử Toàn Thư, kể từ vua Trang Tông, nhà hậu Lê, cho đến vua Thần Tông, chia làm 23 quyển. Nhưng mà bộ sử ấy không in. Đến năm Bính Thìn, 1676, đời vua Hy Tông sai Hồ Sĩ Dương xét lại bộ quốc sử. Nhưng chẳng bao lâu ông ấy mất, lại sai Lê Hy và Nguyễn Quý Đức chép nối từ vua Huyền Tông cho đến vua Gia Tông thêm vào 13 quyển gọi là Quốc Sử Thực Lục. Năm Ất Vị 1775, đời Cảnh Hưng, Trịnh Sâm sai Nguyễn Hoàn, Lê Quý Đôn, Ngô Thời Sĩ, Nguyễn Du soạn Quốc Sử, chép thêm từ Hy Tông cho đến đời Ý Tông gọi là Quốc Sử Tục Biên, cả thầy là 6 quyển. 16. Sự đánh dẹp giặc giã trong nước Ghi chú từ trang 340 đến trang 348 Xem chú thích 1 trang 249 Hết ghi chú Về thời trịnh tạc, trịnh căn, trịnh cương làm chúa Thì ông nào cũng hết lòng lo việc trị dân Và lại nhờ có những người tôi giỏi như Phạm Công Chứ, Nguyễn Công Hãng vân vân Đều hết sức giúp đỡ cho nên sửa sang được nhiều việc nước được yên trị nhưng mà từ khi trịnh giang lên nối nghiệp chúa giết vua lê hại cả các quan đại thần như nguyễn công hãng lê anh tuấn và làm lắm điều tàn ác tính ông ấy đã tàn ngược lại hay tiêu dùng xa xỉ thuế má một ngày một nhiều siêu dịch một ngày một nặng dân tình khổ sở giặc giã nổi lên khắp cả mọi nơi đường xá chạm dịch đi không được phải làm đồn hỏa hiệu ở trên đỉnh núi để phòng khi có việc gì thì đốt lửa báo tin bấy giờ trong triều thì có mấy người tôn thất như là lê duy mật lê duy quy lê duy trúc ghi chú duy mật và duy quy là con vua dụ tông duy trúc là con vua hy tông hết ghi chú cùng với mấy người triều thần là phạm công thế võ thước định đốt kinh thành để trừ họ trịnh nhưng chẳng may việc lộ ra phải bỏ chạy ở ngoài các trấn thì chỗ nào cũng có giặc ở hải dương thì có nguyễn tuyển nguyễn cừ nổi lên ở làng ninh xá thuộc huyện trí linh võ Chắc oánh nổi lên ở làng mộ trạch thuộc huyện đường an ở đất sơn nam thì có hoàng công chất đều lấy tiếng phù lê diệt trịnh làm cớ bởi vậy cho nên dân mặt đông nam mang bừa vác gậy đi theo giặc toán nào đông thì kể có hàng vạn người toán nào ít thì cũng có đến hàng trăm hàng nghìn người rồi đi cướp phá ở các hương thôn và vây các thành ấp quan quân đánh dẹp không được đang lúc giặc cướp như thế trịnh giang cứ dâm dật vô độ lại đào hầm làm nhà ở dưới đất để cho khỏi sợ sấm sét còn việc chính trị thì để cho những hoạn thần là bọn hoàng công phụ uyên quyền làm bậy. Các quan ở Phủ Liêu là Nguyễn Quý Cảnh, Nguyễn Công Thái, Võ Công Tể, Bèn Chất Trịnh Giang mà lập em là Trịnh Doanh lên làm chúa để lo việc đánh dẹp cho yên giặc giã. Đời bấy giờ, giặc cướp thì nhiều, nhưng mà những giặc to phải đánh lâu thì có Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ và Võ Trác Oánh ở đất Hải Dương. Hoàng Công Chất, Võ Đình Dung ở Sơn Nam. Nguyễn Danh Phương, Nguyễn Diên, Tế, Bồng ở Sơn Tây, Nguyễn Hữu Cầu ở mặt Đông Nam, Lê Duy Mật ở mặt Thanh Hóa và Nghệ An. May lúc ấy lại có những quan đánh giặc giỏi như Hoàng Nghĩa Bá, Hoàng Ngũ Phúc, Phạm Đình Trọng, Nguyễn Phan, Bùi Thế Đạt vân vân, cho nên Trịnh Doanh và Trịnh Sâm mới dần dần dẹp yên được các nơi. Giặc ngân già năm canh thân 1740, trong khi đất Hải Dương ở làng Ninh Xá có Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cử làm loạn, thì đất Sơn Nam ở làng Ngân Già có Vũ Đình Dung, Đoàn Danh Chấn, Tú Cao, cướp phá rất dữ, giết cả quan đốc lĩnh là Hoàng Kim Qua. Thế giặc mạnh lắm, Trịnh Doanh phải tự làm tướng đem binh đi đánh, bắt được Võ Đình Dung đem chém. Và đổi tên xã Ngân Già làm Lai Cách, nay là Gia Hòa. Giặc Ninh Xá Trước hết Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cử, Võ Trác Oánh và Nguyễn Diên giấy binh từ năm Kỷ Mùi 1739 làm loạn ở Hải Dương rồi vẫy vùng ở đất Từ Sơn, Thuận Thành, Nam Sách và Hồng Châu. Nguyễn Cử thì giữ đất Đỗ Lâm ở Gia Phúc, Nguyễn Tuyển thì giữ núi Phao Sơn ở Chí Linh, làm đồn xây lũy liên lạc với nhau quân lính kể có hàng mấy vạn người, quan quân đi đánh có nhiều người phải bắt. Năm Tân Sửu 1745, quan thống lĩnh Hải Dương là Hòa Nghĩa Bá phá được các đồn của giặc ở Phao Sơn, ở Ninh Xá và ở Gia Phúc. Nguyễn Tuyển thua chạy rồi chết, võ chắc oánh không biết đi đâu mất. Còn Nguyễn Cử thì chạy lên Lạng Sơn được mấy tháng lại về Đông Triều, nhưng vì hết lương phải vào nấp ở núi Ngoạ Vân Sơn, bị quan hiệp đồng là ông Phạm Đình Trọng bắt được đóng củi đem về kinh làm tội. Từ đó giặc cử và giặc tuyển mới tan. Nguyễn Hữu Cầu Nguyễn Hữu Cầu tục gọi là quận He, người Hải Dương, trước đi ăn cướp, sau theo Nguyễn Cử làm giặc. Đến khi Nguyễn Cử bị bắt rồi, Nguyễn Hữu Cầu đem đồ đảng về giữ núi Đồ Sơn và đất Vân Đồn. Năm Quý Hợi 1743 hữu cầu giết được quan thủy đạo đốc binh là trịnh bảng rồi tự xưng làm đông đạo thống quốc bảo dân đại tướng quân thanh thế lừng lẫy ở mạn ấy sau khi hoàng ngũ phúc đem binh đến vây ở núi đồ sơn hữu cầu phá vây ra về đánh lấy thành kinh bắc quan trấn thủ là trần đình cẩm và quan đốc đồng là võ phương đề đánh thua ở thị cầu phải bỏ ấn tín mà chạy ở kinh sư được tin ấy rất lấy làm náo động hoàng ngũ phúc đem binh về cùng với trương khuông lấy lại thành kinh bắc nhưng thế nguyễn hữu cầu vẫn mạnh phá quân của trương khuông ở làng ngọc lâm thuộc huyện yên dũng đuổi quân của quan thống lĩnh đinh văn giai ở sương giang thuộc huyện bảo lộc rồi lại về vây dinh thị cầu trịnh doanh sai hoàng ngũ phúc và phạm đình trọng đem binh đến đánh hữu cầu ở sương giang giết được tướng của giặc là tên thông lấy được quân nhu chiến mã thật là nhiều nguyễn hữu cầu là một người kiệt hiệt nhất trong bọn làm giặc thời bấy giờ mà lại quỷ quyệt ra vào bất chắc lắm có khi bị vây hàng mấy vòng mà chỉ một mình một ngựa phá vây ra rồi chỉ trong mấy ngày lại có hàng vạn người đi theo vì rằng ngày thường cướp được thóc gạo của thuyền buôn đem cho dân nghèo, cho nên đi đến đâu cũng có người theo, muốn lấy bao nhiêu quân lương cũng có. Các tướng sĩ ai cũng sợ, duy chỉ ông Phạm Đình Trọng là đánh được hữu cầu mà thôi, cho nên hữu cầu đào mà mẹ ông ấy đổ xuống sông. Từ đó Phạm Đình Trọng thề không cùng sống ở đời với Nguyễn Hữu Cầu. Cũng vì lẽ ấy, cho nên năm Bính Dần 1749, hữu cầu cho người đem vàng về đút lót cho Đỗ Thế Giai và người nội giám là Nguyễn Phương Đĩnh để xin hàng. Trịnh Doanh thuận cho và lại phong cho làm hướng nghĩa hầu, lại sai quan kiêm chi là Nguyễn Phi Sảng đem tờ dụ ra, bảo Phạm Đình Trọng đừng đánh Nguyễn Hữu Cầu nữa. Phạm Đình Trọng khăng khăng một mực không chịu, bảo Nguyễn Phi Sảng rằng những người làm tướng ở ngoài dẫu có mệnh vua cũng có điều không nên chịu ông vâng mệnh vua đi gọi giặc về hàng thì ông cứ đi tôi vâng mệnh vua đi đánh giặc thì tôi cứ đánh nói xong cất quân đi ngay lúc ấy phạm đình trọng có mộ người ở huyện thanh hòa huyện tú kỳ huyện vĩnh lại và huyện thượng hồng đặt làm bốn cơ giao cho hai người thủ hạ cai quản ở phủ liêu bọn đỗ thế giai nhân lấy điều ấy mà nói dèm với Trịnh Doanh, nhưng Trịnh Doanh vốn biết Phạm Đình Trọng là người trung thành, không nói gì đến việc ấy, lại làm một bài thơ đưa cho ông ấy để ông ấy yên lòng. Nguyễn Hữu Cầu tuy đã xin về hàng nhưng vẫn cứ cướp phá các nơi, sau lại về phá ở đất Sơn Nam. Một hôm, Phạm Đình Trọng đánh đuổi Hữu Cầu ở Cẩm Giàng. Hữu Cầu nói với thủ hạ rằng: "Ta vừa mới thua, có tin về Kinh" tất nhiên không ai phòng bị, nay ta lẻn về đánh có lẽ được. Nói đoạn, ngày đêm hôm ấy kéo quân về bến Bồ Đề. Đến nơi thì trời vừa sáng, có tin báo, Trịnh Doanh tự đem quân ra giữ ở bến Nam Tân. Phạm Đình Trọng biết tin ấy, lập tức đem quân về đánh mặt sau, hữu cầu lại thua bỏ chạy. Từ khi thua trận Bồ Đề rồi, Hữu Cầu về cùng với Hoàng Công Chất cướp ở huyện Thần Khê và Thanh Quan. Phạm Đình Trọng và Hoàng Ngũ Phúc lại đem binh xuống đánh đuổi. Hoàng Công Chất chạy vào Thanh Hóa, Hữu Cầu chạy vào Nghệ An, hợp đảng với tên Diên ở Hương Lãm thuộc huyện Nam Đường. Phạm Đình Trọng đem quân vào đánh phá trại giặc rồi đuổi Hữu Cầu ra đến làng Hoàng Mai bắt được. Đóng củi đem về nộp chúa Trịnh. Bây giờ là năm Tân Vị 1751, tức là năm Cảnh Hưng thứ 12. Nguyễn Danh Phương, năm canh thân 1740, tên tế và tên bồng làm loạn ở đất Sơn Tây. Quan Trinh Tây Đại tướng quân là võ tá lý đánh bắt được cả hai tên ấy ở huyện An lạc thuộc phủ Vĩnh Tường. Bấy giờ thủ hạ tên tế là Nguyễn Danh Phương tục gọi là quận hẻo đem dư đảng về giữ núi Tam Đảo. Một mặt thì mộ quân chữ lương Và một mặt thì cho người về Nói dối xin hàng Lúc bấy giờ tên cầu tên chất Đang làm loạn Ở phía Đông Nam Cho nên trịnh doanh cũng tạm cho hàng Năm Giáp Tý 1744 Tên Phương đem hơn một vạn quân Về giữ đất Việt Trì Sang cướp phá ở bên huyện Bạch Hạc Bấy giờ quan đốc xuất Sơn Tây Là Văn Đình Ước Đem binh đến vây đánh Danh Phương chạy sang giữ làng Thanh Linh, huyện Bình Xuyên, đất Thái Nguyên. Từ đó Danh Phương lập đại đồn ở núi Ngọc Bội, giáp huyện Bình Xuyên và huyện Tam Dương. Trung đồn ở đất Hương Canh, ngoại đồn ở đất ức Kỳ, rồi tự xưng là Thuận Thiên Khải Vận Đại Nhân, làm cung điện, đặt quan thuộc, thu các thứ thuế ở đất Tuyên Quang, thanh thế lừng lẫy trong non 10 năm trời, thành ra một nước riêng trong nước Nam vậy. Năm Canh Ngọ, 1750, Trịnh Doanh đem đại quân đi đường Thái Nguyên đến đánh phá được đồn ức kỳ. Khi quân tiến lên đến đồn Hương Canh, giặc bắn súng, đạn ra như mưa, quan quân không tiến lên được. Trịnh Doanh mới lấy gươm trao cho ông Nguyễn Phan mà bảo rằng đồn này phá không được thì lấy quân Pháp mà trị nguyễn phan đem quân sấn vào rồi cởi áo chiến bào ra xuống ngựa đi bộ và bảo những người thủ hạ rằng quân sĩ có tên ở trong sổ sách việc gì đã có quân pháp chúng bay là người riêng của ta mà hôm nay là buổi ta phải bỏ mình để giúp nước và lại chính là ngày chúng bay đền ơn cho ta vậy ai có cha già con dại thì cho lui ra còn thì nên cùng với ta mà liều một trận sống chết để báo đền ơn nước cho khỏi phụ cái tiếng râu mày. Thủ hạ không ai chịu lui, đều xin cùng sông vào, phá được đồn hương canh. Danh Phương rút quân về giữ đồn ngọc bội. Quân trịnh doanh tiến lên đuổi đánh. Nguyễn Phan sai thủ hạ, cầm đồ đoàn binh cho tự tiện đi trước mà vào. Đại quân theo sau. Giặc giữ không nổi bỏ chạy tan cả. Nguyễn Danh Phương chạy vào núi Độc Tôn. Quan quân đuổi đến làng tĩnh luyện ở huyện lập thạch thì bắt được trịnh doanh đem quân về kinh đô đi đến làng xuân hy huyện kim anh gặp người của phạm đình trọng giải nguyễn hữu cầu đến trịnh doanh bèn mở tiệc khao quân bắt tên phương dâng rượu tên cầu thổi kèn ba quân hôm ấy thật là vui vẻ về đến kinh sư tên cầu và tên phương đều phải chém cả hoàng công chất hoàng công chất cùng với Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ nổi lên một lúc. Trước phá ở đất Sơn Nam về Hạt Khoái Châu và Xuân Trường. Đến năm Ất Sửu 1745 lại bắt được và giết quan trấn thủ Sơn Nam là Hoàng Công Kỳ. Sau vì quan quân đuổi đánh, công chất chạy vào Thanh Hóa rồi ra Hưng Hóa cùng với Tên Thành làm loạn ở vùng ấy. Năm Tân Tị 1761, Tên Thành bị quan quân bắt được. Tên chất chạy lên giữ động mãnh thiên phía bắc hưng hóa rồi chiếm giữ cả mấy châu gần đấy đồ đảng có hàng vạn người từ đó tên chất cứ cướp phá ở đất hưng hóa và đất thanh hóa mãi đến năm cử sửu một nghìn bảy trăm sáu chín trịnh sâm mới sai quân thống lĩnh là đoàn nguyễn thục đem quân sơn tây lên đánh động mãnh thiên khi quan quân lên đến nơi thì hoàng công chất đã chết rồi con là hoàng công toàn Chống giữ không nổi bỏ chạy sang Vân Nam Đồ đảng tan cả Lê Duy Mật Năm Mộng Ngọ 1738 Đời vua Ý Tông Bọn hoàng thân là Lê Duy Mật Lê Duy Quy và Lê Duy Trúc Định mưu giết họ trịnh Nhưng chẳng may sự không thành Phải bỏ chạy vào Thanh Hóa Sau Duy Quy và Duy Trúc Phải bệnh mất Còn Duy Mật giữ đất Thượng Du phía Tây Nam những người đồng mưu với Duy Mật đều bị họ Trịnh bắt được giết cả. Bây giờ Duy Mật có bắt được Phạm Công Thế đem ra hỏi rằng ông là người khoa giáp sao lại theo nghịch. Công Thế cười mà nói rằng đã lâu nay danh phận không rõ lấy gì mà phân thuận nghịch. Nói rồi dương cổ ra chịu hình. Lê Duy Mật từ khi chạy về Thanh Hóa chiêu tập binh sĩ rồi từ năm canh thân 1740 là cảnh hưng năm đầu về đánh ở đất hưng hóa và sơn tây sau lại cùng với giặc là tên tương giữ đồn ngọc lâu thuộc huyện thạch thành đến khi tướng họ trịnh phá được đồn ngọc lâu tên tương tử trận lê duy mật lại chạy vào nghệ an rồi sang trấn ninh giữ núi trình quang làm căn bản năm giáp tý một nghìn bảy trăm sáu mươi lê duy mật sai người đem thư vào cầu cứu với chúa Nguyễn là Vũ Vương. Nhưng chúa không muốn gây sự với họ trịnh cho nên không giúp. Năm Đinh Hợi 1767, được tin trịnh doanh vừa mất, con là trịnh Sâm lên làm chúa. Lê Duy Mật đem quân về đánh ở đất Hương Sơn và đất Thanh Trương rồi lại rút về Trấn Ninh. Trịnh Sâm cho người đưa thư sang vỗ về không được mới quyết ý dùng binh để dứt mối loạn năm kỷ sửu 1769, Trịnh Sâm sai Bùi Thế Đạt làm thống lĩnh đất Nghệ An. Nguyễn Phan làm tránh đốc lĩnh đất Thanh Hóa. Hoàng Đình Thể làm đốc binh đất Hưng Hóa. Cả ba đạo đều tiến sang đánh Trấn Ninh. Khi quân của Bùi Thế Đạt và Nguyễn Phan đến vây Trình Quang, Lê Duy Mật định cứ giữ hiểm không ra đánh. Không ngờ người con rể là Lại Thế Chiêu làm phản mở cửa lũy cho quân họ trịnh vào. Duy Mật biết có nội biến, bèn cùng với vợ con tự đốt mà chết. Tóm lại mà xét, thì những công việc của họ trịnh sửa đổi ở miền Bắc cũng nhiều và có thể chia ra làm ba thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất vào khoảng trịnh kiểm, trịnh tùng và trịnh tráng. Lúc bấy giờ còn phải đánh họ mạc ở phía Bắc rồi lại chống với họ Nguyễn ở phía Nam. Cho nên trong thời kỳ ấy, chỉ có việc chiến tranh ở ngoài mà thôi, còn những công việc trong nước không sửa sang được mấy. Thời kỳ thứ hai là vào khoảng trịnh tạc, trịnh căn và trịnh cương. Lúc bấy giờ việc chiến tranh đã yên, trong nước bình trị, cho nên trong thời kỳ ấy các chúa mới sửa sang và chỉnh đốn lại những phép tắc, luật lệ, việc thuế khóa, sự học hành, thi cử, vân vân. Thời kỳ thứ ba là vào khoảng trịnh giang, trịnh doanh và trịnh sâm. Vì Trịnh Giang thất chính cho nên trong thời kỳ này có lắm giặc giã, quan quân phải đánh đông dẹp bắc trong 3 bốn năm trời. Thành ra không làm được việc gì ích lợi, đến nỗi dân nghèo, nước yếu, chính trị điêu tàn. Bởi vậy cho nên chẳng bao lâu mà nhà Trịnh đổ, nhà Lê cũng mất. Chương 6 Công việc họ Nguyễn làm ở miền Nam. 1. Quan chế, 2. thi cử, 3. việc võ bị, 4. việc thuế khóa, 5. số tiền chi thu trong nước. 6. lấy đất Chiêm Thành, 7. mở đất Nam Việt và sự giao thiệp với Chân Lạp. 8. việc giao thiệp với nước Tiêm La, 9. việc lập dinh định phủ họ Nguyễn đã giữ riêng một cõi ở phía Nam, lập ra nghiệp chúa, lưu truyền đời nọ qua đời kia. Bởi vậy cho nên chính trị, thuế lệ, binh lính, việc gì cũng tự sửa sang và xếp đặt lấy như là một nước tự chủ vậy. Một, quan chế Lúc họ Nguyễn chưa ra mặt chống nhau với họ Trịnh thì quan lại vẫn ở ngoài Bắc bổ vào nhưng mà từ khi chúa sãi là Nguyễn Phúc Nguyên không chịu nộp thuế cho nhà lê và đem quân chống giữ với quân họ trịnh ở bắc bố chính thì các quan viên đều do chúa nguyễn đặt lấy cả ở chính dinh là chỗ chúa đóng thì đặt tam ti để giúp chúa coi việc chính trị tam ti là xá sai ti tướng thần lại ti lệnh sử ti một xá sai ti giữ việc từ tụng văn án có quan đô chi ký lục làm đầu hai tướng thần lại ti giữ việc thu tiền thu thuế chi phát lương thực cho quan các đạo có quan cai bạ làm đầu ba lệnh sử ti giữ việc tế tự tết nhất và việc chi cấp lương cho quân ở chính dinh có quan nha úy làm đầu mỗi ti lại có quan cai hợp thủ hợp và các lại ti để làm mọi việc ở ngoài các dinh thì có nơi chỉ đặt có một lệnh xử ti kiêm cả việc xá sai ti và tướng thần lại ti, có nơi thì đặt xá sai ti và lệnh xử ti để coi việc quân dân tử tụng, đinh điền, sổ sách, thuế khoán vân vân. Nghĩa là tùy nơi quan trọng hay là không mà thêm bớt quan viên. Ở phủ huyện thì đặt chi huyện, chi phủ để coi việc tử tụng, thuộc hạ thì có đề lại, thông lại chuyên việc khám xét, lại có huấn đạo, lễ sinh, chuyên việc tế tự ở chỗ sở tại, còn việc thu thuế thì đặt quan khác để coi việc ấy. Đến đời Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan 1635-1648, lại đặt thêm chức nội tả, ngoại tả, nội hữu, ngoại hữu, gọi là tứ trụ để giúp Chúa trị dân. Về đằng quan võ thì đặt chức trưởng dinh, trưởng cơ, cai cơ, cai đội để coi việc binh. 2. Thi cử Năm Đinh Hợi 1674 Chú Nguyễn mở khoa thi gọi là thi chính đồ và thi hoa văn. Thi chính đồ chia ra làm ba kỳ. Kỳ đệ nhất thi tứ lục, kỳ đệ nhị thi thơ phú, kỳ đệ tam thi văn sách. Quan tri phủ tri huyện làm sơ khảo, quan cai bạ ký lục, vệ úy làm giám khảo những quyển đậu thì chia ra làm ba hạng hạng thứ nhất gọi là giám sinh được bổ làm tri phủ tri huyện hạng thứ nhì gọi là sinh đô được bổ làm huấn đạo hạng thứ ba cũng gọi là sinh đô được bổ làm lễ sinh hoặc làm nhiêu học khi hoa văn thì cũng phải ba ngày mỗi ngày chỉ phải làm có một bài thơ mà thôi ai đậu thì được bổ vào làm việc tam ti năm Ất Hợi 1695, Quốc chúa Nguyễn Phúc Chu 1691-1725 mở khoa thi ở trong phủ chúa gọi là thi văn chức và thi tam ti. Thi tam ti là thi xá sai ti, thi tướng thần lại ti và thi lệnh sử ti. Thi văn chức thì thi tứ lục, thơ phú, văn sách. Thi xá sai ti thì hỏi về việc binh lính, tiền lương tử tụng, thi tướng thần lại ti và lệnh sử ti thì chỉ là một bài thơ mà thôi. Năm canh thân 1740, Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát 1738, 1765 định lại phép thi, những người đậu kỳ đệ nhất gọi là nhiêu học được miễn sai 5 năm, đậu kỳ đệ nhị và kỳ đệ tam thì được miễn sai trung thân. Đậu kỳ đệ tứ gọi là hương cống được bổ đi làm chi phủ tri huyện. Xem như vậy thì sự thi cử ở miền Nam đời bây giờ còn sơ lược lắm. 3. Việc võ bị. Họ Nguyễn bây giờ phải chống nhau với họ Trịnh, cho nên phải lo việc võ bị hơn. Quân thì chia ra làm 5 cơ gọi là trung cơ, tả cơ, hữu cơ, tiền cơ, hậu cơ. Số quân đội trừng non 3 vạn người. Năm Tân Mùi, 1631 chúa sãi lập ra sở đúc súng đại bác và mở trường bắn trường tập voi tập ngựa cứ hàng năm luyện tập để phòng bị chiến tranh 4. việc thuế khóa điền thổ chia ra làm ba hạng để đánh thuế lại có hạng gọi là thu điền ô thổ nghĩa là ruộng đất xấu thì thuế đánh lại nhẹ hơn ruộng đất thường những công điền thì cấp cho dân cày cấy để nộp thuế còn ai khai khẩn được đất hoang ra làm ruộng thì cho là tư điền thuế mỏ ở đất quảng nam thuận hóa có mỏ vàng ở đất quảng nghĩa có mỏ bạc ở đất bố chính có mỏ sắt các mỏ ấy đều đánh thuế cả thuế xuất cảng nhập cảng lệ cứ những tàu ở thượng hải và ở quảng đông lại thì phải nộp 3.000 quan Đến lúc đi phải nộp 300 quan Tàu ở Macau, ở Nhật Bản lại thì phải nộp 4.000 quan Đến lúc đi phải nộp 400 quan Tàu ở Tim La, ở Lã Tống lại thì phải nộp 2.000 quan Đến lúc đi phải nộp 200 quan Tàu ở các nước phương Tây lại thì phải nộp 8.000 quan Đến lúc về phải nộp 800 quan thế ấy chia ra làm 10 thành 6 thành thì đem vào kho, còn 4 thành để nộp cho quan lại, binh lính đã coi về việc thu thuế. 5. Số tiền chi thu trong nước. Năm Quý Dậu 1753, Vũ Vương sai quan trưởng Thái giám là Mai Văn Hoan tính số vàng, bạc và tiền thu vào phát ra mỗi năm là bao nhiêu. Bây giờ số tiền thì có năm thu vào được hơn 338.100 quan mà phát ra mất hơn 364.400 quan. Có năm được hơn 423.300 quan mà phát ra mất hơn 369.400 quan. Vàng thì có năm thu được 830 lượng, có năm được 890 lượng. Bạc thì thứ giáp ngân, có năm thu được 240 lượng, có năm được 390 lượng. Thứ dung ngân có năm được 2.400 lượng, có năm được 1.800 lượng. Tứ ừ kê ngân có năm được 10.100 đồng, có năm được 400 đồng, cũng có năm không có đồng nào. Tính đổ đồng lại từ năm Bính Dần 1746 đến năm Nhâm Thân 1752, nghĩa là trong 7 năm, số vàng được 5.768 lượng, số giáp ngân được 9.978 lượng, số dung ngân được 14.276 lượng Số kê ngân được 21.150 đồng Từ đó trở đi Mỗi năm phải làm sổ kê rõ ra Trong năm vàng bạc và tiền thu vào Và phát ra mất bao nhiêu Lệ cứ đến ngày mùng 3 tháng riêng năm sau Dâng lên để chúa xem Những tiền tiêu trong nước Thì có tiền đồng và tiền kẽm Khắc hai chữ Thái Bình 6. Lấy đất chiêm thành trước trịnh kiểm chỉ có Nguyễn Hoàng vào chấn thủ đất thuận hóa mà thôi. Sau đến năm canh ngọ 1570, họ trịnh đòi quan chấn thủ Quảng Nam là Nguyễn Bá Quỳnh về chấn đất Nghệ An để đất Quảng Nam cho Nguyễn Hoàng kiêm lĩnh. Năm Tân Hợi 1611, Nguyễn Hoàng vào đánh nước Chiêm Thành lấy đất lập ra phủ Phú Yên, chia ra làm hai huyện là Đồng Xuân và Tuyên Hòa. Đến năm Quý Tỵ 1653, vua nước Chiêm Thành là bà Thấm, sang quấy Nhiễu ở đất Phú Yên. Chúa Huyền là Nguyễn Phúc Tần mới sai quan cai cơ là Hùng Lộc sang đánh. Bà Thấm phải dâng thư xin hàng. Chú Nguyễn để từ sông Phan Lang trở vào cho vua Chiêm. Còn từ sông Phan Lang trở ra lấy làm Thái Ninh Phủ, sau đổi làm Phủ Diên Khánh, tức là Khánh Hòa bây giờ đặt dinh Thái Khang để Hùng Lộc làm thái thú. Năm Quý Dậu 1693, vua nước Chiêm Thành là bà Tranh bỏ không tiến cống. Chú Nguyễn là Nguyễn Phúc Chu, sai quan tổng binh là Nguyễn Hữu Kính, con Nguyễn Hữu Giật, đem binh đi đánh bắt được bà Tranh và bọn thần tử là Tả Trà Viên, kế bà tử cùng thân thuộc là bà Ân đem về Phú Xuân chúa Nguyễn đổi đất chiêm thành làm thuận phủ cho tả trà viên kế bà tử làm chức khám lý và ba người con của bà ân làm đề đốc giữ thuận phủ lại bắt phải đổi y phục theo như người Việt Nam để phủ dụ dân chiêm thành qua năm sau lại đổi thuận phủ ra làm thuận thành trấn cho kế bà tử làm tả đô đốc năm đinh sửu 1697 chúa Nguyễn đặt phủ Bình Thuận lấy đất Phan Lý tức Phan Ri Phan Lang tức Phan Rang làm huyện Yên Phúc và huyện Hòa Đa từ đó nước Chiêm Thành mất hẳn nước Chiêm Thành chính là nước lâm ấp ngày trước đã từng qua mấy trăm năm cùng với họ Lý, họ Trần đối địch chống với quân Mông Cổ không cho xâm phạm vào cõi lập nên một nước có vua, có tôi, có chính trị có luật pháp nhưng chỉ hiềm vì người nước ấy cứ hay sang cướp phá ở đất việt nam thành ra hai nước không mấy khi hòa hiếu được với nhau đã là đối địch thì không sao tránh khỏi được cái luật chung của tạo hóa là khỏe còn yếu chết vì vậy cho nên từ khi vua thánh tông nhà lê đã lấy đất quảng nam và đã chia nước chiêm ra làm ba nước rồi thì từ đó về sau thế lực nước ấy mỗi ngày một kém dân tình mỗi ngày một suy Chẳng những là đến nỗi mất nước với chú Nguyễn mà chủng loại chiêm thành bấy giờ cũng chẳng còn được mấy nghìn người nữa. Một nước trước như thế mà nay như thế, dẫu rằng nước ấy đồng hóa với nước ta mặc lòng, song nghĩ cũng thương tâm thay cho những nước yếu hèn không tránh khỏi được cái họa, cá nhỏ bị cá lớn nuốt. 7. Mở đất Nam Việt và sự giao thiệp với chân lạp Nguyên nước chân lạp ở vào quãng dưới sông Mê Công có lắm sông nhiều ngòi, ruộng đất thì nhiều mà nước Nam ta thường hay mất mùa. Dân tình phải đói khổ luôn và lại vào lúc chú Nguyễn, chú Trịnh đánh nhau cho nên nhiều người bỏ vào khẩn đất làm ruộng ở Mô Xoài, Bà Rịa và ở Đồng Nai thuộc Biên Hòa. Năm Mậu Tuất 1658, vua nước chân lạp mất rồi, chú cháu tranh nhau sang cầu cứu bên chú Nguyễn, Chú Nguyễn bấy giờ là Chúa Hiền, sai quan đem 3.000 quân sang đánh ở Mỗi Suy, này thuộc huyện Phước Chánh, tỉnh Biên Hòa. Bắt được vua nước ấy là Nặc Ông chân đem về giam ở Quảng Bình một độ, rồi tha cho về nước, bắt phải chiều cống và phải binh vực người Việt Nam sang làm ăn ở bên ấy. Năm giáp dần 1674, nước chân Lạp có người Nặc Ông Đài đi cầu viện nước Tiêm La để đánh Nặc Ông Nộn nặc ông nộn bỏ chạy sang cầu cứu ở dinh thái khang nay là khánh hòa chú hiền bèn sai cai cơ đạo nha trang là nguyễn dương lâm cùng với nguyễn đình phái làm tham mưu đem binh chia ra hai đạo sang đánh nặc ông đài phá được đồn sài gòn rồi tiến quân lên vây thành nam vang nặc ông đài phải bỏ thành chạy vào chết ở trong rừng nặc ông thu ra hàng. Nặc ông Thu là chính dòng con trưởng cho nên lại lập làm chánh quốc vương đóng ở Long Úc để nặc ông nộn làm đệ nhị quốc vương đóng ở Sài Gòn bắt hàng năm phải chiều cống năm kỷ vị 1679 có quan nhà Minh là tổng binh chấn thủ đất Long Môn Quảng Tây Dương Ngạn Địch phó tướng Hoàng Tiến tổng binh Châu Cao Châu Lôi và Châu Liêm thuộc Quảng Đông là Trần Thượng Xuyên, Phó tướng Trần An Bình. Không chịu làm tôi nhà Thanh, đem 3.000 quân cùng với 50 chiếc thuyền sang xin ở làm dân Việt Nam. Chúa Hiền nhân muốn khai khẩn đất chân lạp, bèn cho vào ở đất đông phố, tức là đất gia định. Bọn ngạn địch chia nhau ở đất lộc giã, tức là đất Đồng Nai thuộc Biên Hòa, ở Mỹ Tho thuộc Định Tường, ở Ban Lân thuộc Biên Hòa. Rồi cày ruộng làm nhà lập ra đường phố. Có người phương Tây, người Nhật Bản, người Trà Và đến buôn bán đông lắm. Năm Mậu Thìn 1688, những người khác ở Mỹ Tho làm loạn. Hoàng Tiến giết Dương Ngạn Địch đi rồi đem chúng đóng đồn ở Nan Khê làm tàu đúc súng ống để chống nhau với người chân lạp. Vua chân lạp là Nặc Ông Thu cũng đào hào đắp lũy để làm kế cố thủ và bỏ không chịu thuần phục chúa Nguyễn nữa. Bây giờ chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Trăn, sai quan đem quân đi đánh dẹp, dùng mưu giết được Hoàng Tiến và bắt vua chân lạc phải theo lệ triều cống. Năm Mậu Dần 1698, chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Chu, sai ông Nguyễn Hữu Kính, làm kinh lược đất chân lạc, chia đất đông phố ra làm dinh, làm huyện, lấy đồng nai làm huyện phúc long và sài gòn làm huyện tân bình đặt trấn biên dinh tức là biên hòa và phan trấn dinh tức là gia định sai quan vào cai trị lại chiêu mộ những kẻ lưu dân từ quảng bình trở vào để lập ra thôn xã và khai khẩn ruộng đất còn những người tàu ở đất trấn biên biên hòa thì lập làm xã thanh hà những người ở đất phan trấn gia định thì lập làm xã Minh Hương. Những người ấy đều thuộc về sổ bộ nước ta. Bây giờ lại có người khách Quảng Đông tên là Mạc Cửu. Trong khi nhà Thanh cướp ngôi nhà Minh bên tàu, bỏ sang ở chân Lạp, thấy ở phủ Sài Mạt có nhiều người các nước đến buôn bán, bèn mở sòng đánh bạc, rồi lấy tiền chiêu mộ những lưu dân lập ra bảy xã gọi là Hà Tiên. Năm Mậu Tý 1708, Mạc Cửu xin thuộc về chú Nguyễn Chúa phong cho làm chức tổng binh giữ đất Hà Tiên. Đến khi Mạc Cửu mất, chúa Nguyễn lại phong cho con Mạc Cửu là Mạc Thiên Tứ làm chức đô đốc, trấn ở Hà Tiên. Mạc Thiên Tứ đắp thành xây lũy mở chợ làm đường và rước thầy về dạy nho học để khai hóa đất Hà Tiên. Thời bấy giờ đất chân lạp cứ loạn lạc luôn. Năm kỷ Mão 1699, vua nước ấy là nặc Ông Thu đem quân chống với quân chúa nguyễn chúa sai quan tổng suất nguyễn hữu kính sang đánh quân ta sang đến thành nam vang nặc ông thu bỏ chạy con nặc ông nộn là nặc ông yêm mở cửa thành ra hàng sau nặc ông thu cũng về hàng xin theo lệ triều cống như cũ quân ta rút về được ít lâu vua thứ hai là nặc ông nộn mất vua thứ nhất là ông nặc ông thu phong cho con nặc ông Nộn là nặc ông yêm làm quan và lại gả con gái cho sau nặc ông thu già yếu truyền ngôi cho con là nặc ông thâm năm ất dậu một nghìn bảy trăm lẻ năm nặc ông thâm nghi cho nặc ông yêm có ý làm phản bèn khởi binh đánh nhau nặc ông thâm lại đem quân tiêm la về giúp mình nặc ông yêm phải chạy sang cầu cứu ở gia định chú nguyễn sai quan cai cơ là Nguyễn Cửu Vân sang đánh nặc ông Thâm. Nguyễn Cửu Vân sang phá được quân Tiêm La, đem nặc ông Yêm về thành La Bích. Từ đó nặc ông Thâm ở Tiêm La cứ thỉnh thoảng đem quân về đánh nặc ông Yêm. Năm Giáp Ngọ 1714, quân của nặc ông Thâm về lấy thành La Bích và vây đánh nặc ông Yêm nguy cấp lắm. Nặc ông Yêm sai người sang gia định cầu cứu quân đô đốc phiên trấn gia định là Trần Thượng Xuyên và quan phó tướng Trấn Biên. Biên Hòa là Nguyễn Cửu Phú, phát binh sang đánh, vây nạc ông Thu và nạc ông Thâm ở trong thành La Bích. Nạc ông Thu và nạc ông Thâm sợ hãi, bỏ thành chạy sang Tiêm La. Bọn ông Trần Thượng Xuyên lập nạc ông Yêm lên làm vua chân Lạc. Năm Tân Hợi 1729, quân chân lạp sang quấy nhiễu ở hạt gia định, chúa nguyễn bèn đặt sở điều khiển để thống nhất việc binh ở mạn ấy. năm bính thìn một nghìn bảy trăm ba sáu, nặc ông yêm mất, con là nặc ông tha lên làm vua. đến năm mậu thìn một nghìn bảy trăm bốn bảy, nặc ông thâm lại ở bên tiêm la về cử binh đánh đuổi nặc ông tha đi, rồi chiếm lấy ngôi làm vua. nặc ông tha phải bỏ chạy sang gia định. được ít lâu, nặc ông thâm mất con là nặc đôn nặc hiên và nặc yếm tranh nhau chúa nguyễn bèn sai quan điều khiển là nguyễn hữu doãn đem quân sang đánh bọn nặc đôn và đem nặc đôn tha về nước nặc ông tha về được mấy tháng lại bị người con thứ hai của nặc ông thâm là nặc nguyên đem quân tiêm la sang đánh đuổi đi nặc ông tha chạy sang chết ở gia định nặc nguyên về làm vua chân lạp thường hay hà hiếp rợ côn man ghi chú côn man là chỗ những người chiêm thành sang tụ họp tại xứ chân lạc hết ghi chú và lại thông sứ với chúa trịnh ở ngoài bắc để lập mưu đánh chúa nguyễn chúa nguyễn biết tình ý ấy đến năm quý dậu một nghìn bảy trăm năm ba sai nguyễn cư trinh sang đánh nặc nguyên năm ất hợi một nghìn bảy trăm năm mươi nặc nguyên thua bỏ thành nam vang chạy sang hà tiên nhờ mạc thiên tứ Năm sau, Mạc Thiên Tứ dâng thư về nói rằng Nạc Nguyên xin dâng hai phủ tầm bôn và lôi lạp để chuộc tội và xin cho về nước. Chú Nguyễn không muốn cho. Bấy giờ, ông Nguyễn Cư Trinh dâng sớ bày tỏ cách khai thác nên dùng kế tàm thực, nghĩa là nên lấy dần dần như con tầm ăn lá thì mới chắc chắn được. Chú Nguyễn nghe lời ấy bèn nhận hai phủ và cho Nạc Nguyên về chân lạp. Năm Đinh Sửu 1759, Nặc Nguyên mất, chú họ là Nặc Nhuận làm giám quốc. Nạc Nhuận còn đang lo để xin chú Nguyễn phong cho làm vua thì bị người con rể là Nặc Hinh giết đi rồi cướp lấy ngôi làm vua. Quan tổng suất là Trương Phúc Du thừa thế sang đánh. Nặc Hinh thua chạy, bị thuộc hạ giết chết. Bấy giờ con Nặc Nhuận là Nặc Tôn chạy sang nhờ Mạc Thiên Tứ ở Hà Tiên. Mạc Thiên Tứ dâng thư về xin lập Nặc Tôn làm vua chân lạp. Chúa Nguyễn thuận cho, sai Thiên Tứ đem Nặc Tôn về nước. Nặc Tôn dâng đất tầm phong long để tạ ơn Chúa Nguyễn. Chúa bèn sai ông Trương Phúc Du và Nguyễn Cư Trinh đem dinh Long Hồ về xứ Tầm Bào, tức là chỗ tỉnh lỵ tỉnh Vĩnh Long bây giờ. Và lại đặt ra ba đạo là Đông Khẩu Đạo ở Sa Đéc, Tân Châu Đạo ở Tiền Giang và châu đốc đạo ở hậu giang nặc tôn lại dâng năm phủ là hương úc cần bột trực sâm xài mạt và linh quỳnh để tạ ơn mạc thiên tứ mạc thiên tứ đem những đất ấy dâng chúa nguyễn chúa cho thuộc về trấn hà tiên cai quản vậy đất sáu tỉnh nam việt bây giờ là đất lấy của nước chân lạp mà người việt nam khai thác ra quãng thế kỷ thứ sáu thứ bảy thì đất phù nam chia ra làm hai một nửa về phía đông có một dân tộc khác đến lập ra nước chân lạp còn một nửa về phía tây thì người phù nam ở gọi là nước xích thổ vào quãng nhà tống nhà kim thế kỷ thứ mười một thứ mười hai thì nước xích thổ lại chia ra làm hai một nước gọi là la hộc một nước gọi là tiêm Lúc nhà Nguyên làm vua bên Tàu Thế kỷ thứ 13 Thứ 14 Thì sử có chép hai nước ấy sang cống Về sau nước La Học Gồm cả nước Tiêm Mới gọi là nước Tiêm La Học Đến đầu nhà Minh Cuối thế kỷ thứ 14 Vua nước ấy sang cầu phong bên Tàu Vua Thái Tổ nhà Minh Mới phong là nước Tiêm La Ghi chú nước Thái Lan ngày nay Hết ghi chú Nước Tiêm La lúc đầu còn nhỏ yếu, thường bị người Chân Lạp áp chế. Sau cường thịnh dần dần lên, rồi vào khoảng năm vạn lịch 1573-1620, nhà Minh nước Tiêm La lại đánh Chân Lạp mà hùng bá cả phương ấy. Trong thời ấy, vua Tiêm La là Pra dòng dõi nhà Azutia, dùng một người Hy Lạp tên là Constantine Phokon làm tướng, người ấy xin vua giao thiệp với nước Pháp. Bởi vậy, năm 1620 mới có bọn sứ thần Tiêm La sang bái ít Pháp Hoàng Louis XIV ở tại Vexay. Thủa bấy giờ, chúa Nguyễn còn đang khai sáng ở đất Phú Yên, Khánh Hòa, nhưng về sau chúa Nguyễn lấy hết đất Chiêm Thành, lại lấn sang đất Chân Lạp. Người Tiêm La có ý muốn ngăn trở để giữ lấy Chân Lạp làm của mình. Nhưng vì thế chú Nguyễn mạnh hơn Cho nên phải chịu để chú Nguyễn sang bảo hộ chân lạp Tuy vậy nước tiêm la thường hay dùng những người phản đối với vua chân lạp Rồi giúp binh lực cho về làm loạn trong nước Nhiều khi quân ta phải sang đánh đuổi quân tiêm la để giúp quốc vương chân lạp Cũng có khi quân tiêm la sang đánh ở đất Hà Tiên Như năm Ất Vị 1715 Người chân lạp là Nặc Thâm Đem quân tiêm la sang cướp phá quan tổng binh Hà Tiên là Mạc Cửu phải bỏ thành mà chạy. Quân ta và quân Tiêm La đã giao chiến nhiều lần cho nên hai bên không thông sứ với nhau. Mãi đến năm canh ngọ 1750, đời chúa Nguyễn là Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát thì mới thấy sử chép rằng chúa sai quan đem thư sang trách nước Tiêm La dung túng kẻ nghịch thần để làm loạn nước chân lạc. Năm Ất Hợi 1755, nước tiêm la sai sứ sang xin đừng đánh thuế những thuyền của nước ấy sang buôn bán ở đất chúa Nguyễn. Chúa đáp thư lại rằng thuế ấy là quốc lệ đã đặt ra không thể bỏ đi được. Năm Đinh Hợi 1767, quân nước diến điện sang đánh tiêm la bắt được vua nước ấy là Phong Vương và con là Chiêu Đốc cùng mấy vạn người dân đem về diến điện. Ghi đi chú Vua nước Tiêm La bấy giờ có bệnh hồi Cho nên sử gọi là Phong Vương Hết ghi chú Còn những người con của Phong Vương là Chiêu Sỉ Khang Thì chạy sang Chân Lạp Và Chiêu Thúy thì chạy sang Hà Tiên Bấy giờ nước Tiêm La không có vua Chức Phi Nhã Tức là Phi A Đất Mang Tát Là Trịnh Quốc Anh Bèn khởi binh tự lập làm vua trịnh quốc anh là người triều châu tỉnh quảng đông cha tên là yển sang ở đất tiêm la làm trưởng ở mang tát yển chết trịnh quốc anh lên nối nghiệp xưng là phi nhã là một chức xã trưởng vậy trịnh quốc anh lên làm vua rồi sai sứ sang bắt vua chân lạp là nặc tôn phải sang cống nặc tôn lấy lẽ rằng trịnh quốc anh không phải là dòng dõi người tiêm la không chịu cống vua tiêm la lấy điều ấy làm hiềm sai tướng là Bôn Ma đem người chân lạp tên là Nặc Nông về đánh Nặc Tôn. Nặc Tôn giữ vững các nơi, quân Chiêm La không làm gì được phải rút về. Trịnh Quốc Anh biết con vua cũ là Chiêu Thúy còn ở Hà Tiên, sợ ngày sau sinh ra biến loạn, bèn đến tháng 10 năm Tân Mão 1771 đem binh thuyền sang vây đánh Hà Tiên. Quan tổng binh là Mạc Thiên Tứ giữ không nổi phải bỏ chạy. Vua Tiêm La để tướng là Trần Liên ở lại giữ Hà Tiên, rồi tiến quân sang đánh Chân Lạp. Quốc vương là Nặc Tôn phải bỏ chạy. Vua Tiêm La đóng quân ở thành Nam Vang và lập Nặc Non lên làm vua Chân Lạp. Tháng 6 năm sau, 1772, Chúa Nguyễn sai quan tổng suất là Nguyễn Cửu Đàm lĩnh chức điều khiển đem binh thuyền đi đánh quân Tiêm La. Quân của Nguyễn Cửu Đàm tiến sang đến nam vang quân tiêm la bỏ chạy về hà tiên nặc non cũng chạy về cầu bột nặc tôn lại về làm vua chân lạc vua tiêm la về đến hà tiên sai người đưa thư sang gọi mạc thiên tứ về để giảng hòa mạc thiên tứ không chịu vua tiêm la bèn để trần liên ở lại giữ hà tiên rồi bắt con gái mạc thiên tứ và chiêu thúy đem về nước năm sau mạc thiên tứ thấy việc không xong bèn sai người sang Tiêm La xin hòa. Vua Tiêm La gọi Trần Liên về và cho người con gái của Mạc Thiên Tứ về Hà Tiên. Còn Chiêu Thúy thì đem giết đi. Từ đó Mạc Thiên Tứ lại về giữ đất Hà Tiên. 7. Lập Dinh Định Phủ Lúc đầu Nguyễn Hoàng mới vào chấn đất Thuận Hóa thì đóng dinh ở làng Ái Tử thuộc huyện Đăng Sương gần tỉnh lỵ tỉnh Quảng Trị được 13 năm sau, 1570, Nguyễn Hoàng lại rời vào làng Trà Bát ở huyện ấy, tức là Cát Dinh, đến năm Bính Dần 1626, chúa Sãi là Nguyễn Phúc Nguyên sắp sửa chống nhau với chúa Trịnh, mới rời Dinh vào làng Phúc An, thuộc huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên bây giờ và đổi chỗ tư sở là phủ. Năm Bính Tý 1636, Chúa Thượng là Nguyễn Phúc Lan lại rời phủ vào làng Kim Long thuộc huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Năm Đinh Mão 1687, Chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Trăn đem phủ về làng Phú Xuân tức là đất Kinh Thành bây giờ gọi là Chính Dinh. Chỗ phủ cũ để làm Thái Tông Miếu thờ Chúa Hiền. Năm Giáp Tý 1744, Vũ Vương mới xưng vương hiệu đổi phủ ra làm điện, sửa sang phép tắc và định triều phục. Lại chia nước ra làm 12 dinh. 1. Chính dinh, Phú Xuân. 2. Cựu dinh, Ái Tử. 3. Quảng Bình dinh. 4. Vũ Xá dinh. 5. Bố Chính dinh. 6. Quảng Nam dinh. 7. Phú Yên dinh. 8. Bình Khang dinh. 9. Bình Thuận Dinh Phú Yên Dinh, Bình Khang Dinh, Bình Thuận Dinh là đất chiêm thành 10. Trấn Biên Dinh 11. Phiên Trấn Dinh 12. Long Hồ Dinh Trấn Biên Dinh, Phiên Trấn Dinh, Long Hồ Dinh là đất chân lạc Dinh nào cũng đặt quan chấn phủ, quan cai bạ, quan ký lục để coi việc cai trị Còn phủ Quảng Nghĩa và phủ Quy Nhơn thì thuộc về tỉnh Quảng Nam. Cho nên mỗi phủ đặt riêng quan tuần phủ và quan khám lý để coi mọi việc. Đất Hà Tiên thì đặt là Trấn, có quan đô đốc cai trị. Tóm lại mà xét, họ Nguyễn làm chúa miền Nam. Nhưng trước thì vẫn giữ chức vua Lê Phong Cho, mãi đến đầu thế kỷ thứ 18, năm nhâm ngọ 1702. Nguyễn Phúc Chu mới sai người sang cống vua nhà Thanh để xin phong làm vua. Nhưng Thanh Triều nói rằng nước Nam còn có họ Lê, không phong được cho họ Nguyễn. Việc ấy lại im đi. Nguyễn Phúc Chu bèn xưng là quốc chúa và đúc cái ấn Đại Việt quốc. Nguyễn Chúa Vĩnh Trấn Chi bảo. Để làm cái truyền quốc bảo đến đời vua Thế Tổ mới thôi. Đến năm Giáp Tý 1744, nguyễn phúc khoát mới xưng vương hiệu và đổi lại chế độ định ra triều nghi bấy giờ đất phía nam tuy độc lập nhưng họ nguyễn chỉ xưng chúa chứ không xưng vua vì vẫn không đặt quốc hiệu nhưng người ngoại quốc thường gọi đất chúa nguyễn là quảng nam quốc đấy là vì ở quảng nam có phố hội an và là chỗ người tàu và người các nước ra vào buôn bán cho nên mới lấy tên quảng nam mà gọi còn những công việc họ Nguyễn làm ở phía Nam quan trọng cho nước Nam ta hơn cả là việc mở mang bờ cõi, khiến cho nước lớn lên, người nhiều ra và nhất là chiêu mộ những người nghèo khổ trong nước đưa đi khai hóa những đất phì nhiêu bỏ hoang, làm thành ra Nam Việt, bây giờ phồn phú hơn cả mọi nơi. Ấy là cái công họ Nguyễn với nước Nam thật là to lắm vậy. Chương 7 Người Âu châu sang nước Việt Nam. Phần 1: Sự đi tìm đất gồm người Âu châu sang Á Đông, người Âu châu sang đất Việt Nam. Phần 2: Sự đi truyền giáo gồm đạo Thiên Chúa, đạo Thiên Chúa sang nước Việt Nam. Nguyên người Âu La Ba đi du lịch Thiên hạ vì hai cớ một là đi tìm đất để buôn bán hai là để truyền bá tôn giáo thiên chúa ở các nước một sự đi tìm đất người âu châu sang á đông từ đời la mã đã có sách chép người âu châu sang đến nước tàu nhưng không rõ cách giao thiệp ra làm sao đến thập tam thế kỷ mới có ông marco polo người nước italy sang ở triều nhà nguyên về đời vua Thế Tổ hốt tất liệt hàng 17 năm, rồi sau đi qua Ấn Độ Dương về nước, làm ra quyển sách Thế giới kỳ quan, kể những chuyện ông ấy đã biết. Về sau, vào thập ngũ thế kỷ, ông Kha Luân Bố, Christopher Colomb, dùng địa bàn chỉ Nam, định đi qua Đại Tây Dương sang Ấn Độ, rồi tìm thấy châu A Mỹ lị ra. America đến năm 1479, người Bồ Đào Nha, Portugal, tên là Vasco de Gama, đi vòng qua Hảo Vọng Giác, sang Ấn Độ Dương vào đất Ấn Độ. Năm 1521, lại có người Bồ Đào Nha tên là Magellan đi qua Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương vào đất Phi Luật Tân, tức là Philippines. Từ đó về sau, người Bồ Đào Nha mới sang Tây Ban Nha và người Hòa Lan mới sang Á Đông lấy đất thuộc địa và mở cửa hàng buôn bán như sau này. Năm Quý Hợi 1563, về đời gia tĩnh nhà Minh, người Bồ Đào Nha đến ở đất Áo Môn, Ma Cao, nước Tàu. Năm Mậu Thìn 1568, người Tây Ban Nha sang lấy đất Phi Luật Tân làm thuộc địa năm Bính Thân 1596, người Hòa Lan sang lấy đất Trà Và, Java làm thuộc địa. Về sau dần dần người Bồ Đào Nha, người Pháp, Lan Tây, France và người Anh Cát Lợi đến ở đất Ấn Độ. Người Âu Châu sang đất Việt Nam, người Âu Châu sang buôn bán ở nước ta thì có người Bồ Đào Nha đến ở xứ Nam trước hết cả mở cửa hàng ở phố Hội An, tức là For, thuộc đất Quảng Nam. Ở đấy lại có người Tàu, người Nhật Bản và người Hòa Lan đến buôn bán nhiều lắm. Sách của ông Mây Bông và Russia có chép rằng năm Giáp Dần 1614, đời Chúa Sãi đã có người Bồ Đào Nha tên là Jean de la Rose đến lập lò đúc súng ở đất Thuận Hóa mà bây giờ ở Huế người ta còn gọi chỗ ấy là Phường Đúc. Ở ngoài Bắc thì trước đã có tàu của người Bồ Đào Nha ra vào buôn bán, nhưng mãi đến năm Đinh Sửu 1637, đời vua Thần Tông Nhà Lê, Thanh Đô, Vương Trịnh Tráng mới cho người Hòa Lan đến mở cửa hàng ở Phố Hiến, gần chỗ tỉnh Lệ Hưng Yên bây giờ. Về sau ở đấy có người Nhật Bản, người Tàu, người Tiêm La đến buôn bán kể có 2.000 nóc nhà làm thành ra chỗ vui vẻ lắm cho nên tục ngữ bấy giờ có câu rằng thứ nhất kinh kỳ thứ nhì phố hiến lúc bấy giờ người bồ đào nha sang buôn bán ở trong nam nhiều hơn mà ở ngoài bắc thì có người hòa lan nhiều hơn nhưng thủa ấy người hai nước ấy hay tranh cạnh với nhau bởi thế chú trịnh và chú nguyễn đều có ý muốn nhân cơ ấy mà nhờ họ giúp mình song vì lợi buôn bán cho nên họ không chịu ra mặt giúp hẳn Thành ra lâu ngày các chúa cũng chán và lại lôi thôi về việc tông giáo. Cho nên đến năm canh thìn 1700, đời vua Lê Hy Tông, người Hòa Lan thôi không vào buôn bán ở ngoài Bắc nữa. Đời bấy giờ người Anh Cát Lợi và người Pháp Lan Tây cũng vào buôn bán ở nước ta. Năm Nhâm Tý 1672, đời vua Lê Hy Tông, người Anh Cát Lợi đem chiếc tàu răng vào xin mở cửa hàng buôn bán. Chú Trịnh cho xuống ở phố Hiến, nhưng vì sau sự buôn bán không được thịnh lợi, người anh cắt lợi chỉ ở đến năm Đinh Sửu 1697 rồi thôi. Còn người Pháp Lan Tây thì từ năm Canh Thân 1680 đã có tàu vào xin mở cửa hàng ở phố Hiến, đến năm Nhâm Tuất 1682. Lại có chiếc tàu Saint Joseph ở Tiêm La sang đem phẩm vật dân chú Trịnh ở trong Nam thì năm Bính Dần 1686 có người Pháp tên là Vecret được phép mở cửa hàng ở Cù Lao Côn Lôn. Đến năm Kỷ Tỵ 1749 lại có người Pháp tên là Boire đi chiếc tàu Maxon vào cửa Hội An, xin vào ý kiến chú Nguyễn và dâng tờ quốc thư cùng phẩm vật để tỏ tình giao hiếu của hai nước. Chú Nguyễn cũng đáp thư lại thuận cho người Pháp vào thông thương. Nhưng chẳng được bao lâu thì công ty của Pháp ở Ấn Độ bãi đi cho nên sự thông thương với người Pháp cũng bãi. hai Sự đi truyền giáo Đạo Thiên Chúa Nguyên khi xưa toàn xứ Âu La Ba không có nhất định một tông giáo nào cả. Mỗi dân tộc thờ một vị thần riêng của mình thường hay lấy cái lực hoạt động của tạo hóa mà tưởng tượng ra các vị thần rồi làm đền làm đài để thờ cúng như dân tộc hy lạp grec và dân tộc la mã roman thờ thần jupiter thần abolon và các vị thần khác vậy duy có dân tộc do thái Jews ở đất tiểu á tế á nay là đất palestine đã được độc lập chỉ thờ một vị thần gọi là jehovah ở thành gia lỗ tán lĩnh dân ấy tin rằng thần jehovah sinh hóa vạn vật và người cho nên người chỉ phải thờ một vị thần ấy mà thôi đến đời dân la mã đến kiêm tính được cả đất tiểu á tế á đất bắc a phi lị gia và đất tây nam âu la ba dân do thái cũng thuộc về la mã mà đạo do thái bấy giờ cũng đã suy lắm rồi lúc ấy đức gia tô ra đời nhân đạo do thái mà lập ra đạo mới dạy người lấy sự yêu mến và tôn kính thiên chúa làm gốc lấy bụng từ bi nhân thứ coi người như anh em ruột thịt làm cốt ghi chú đạo của ông gia tô lập ra cho nên ta thường gọi là đạo gia tô lại vì đạo ấy chỉ thờ thiên chúa mà thôi cho nên lại gọi là đạo thiên chúa có phái gọi là đạo cơ đốc bởi chữ chris là bậc cứu thế Hết ghi chú Từ đó về sau Các môn đồ đem đạo ấy đi truyền bá các nơi Ông Sanh Pierre Thì sang lập giáo đường Ở tại Kinh Thành La Mã Ông Sanh Pon Thì đi truyền đạo ở khắp trong nước Lúc đầu đạo Thiên Chúa Bị nhiều phen vua La Mã nghiêm cấm Dùng cực hình mà giết hại Các giáo sĩ và những người theo đạo mới Nhưng dẫu nguy nan thế nào mặc lòng các môn đồ cứ một niềm đi truyền đạo khắp bốn phương. Mãi đến đầu đệ tứ thế kỷ 313, vua La Mã là công tăng mới cho giảng đạo thiên chúa ở mọi nơi trong nước. Từ bấy giờ trở đi, đạo thiên chúa một ngày một thịnh, lập giáo hoàng để thống nhất việc giáo, đặt giám mục để coi việc giáo ở các nơi, lại sai giáo sĩ đi truyền đạo khắp trong thiên hạ hễ ở đâu có người là có giáo sĩ đến dạy đạo. Bởi vậy cho nên chẳng bao lâu mà toàn Âu đều theo đạo Thiên Chúa cả. Ở bên Á Đông ta thì từ đời nhà đường năm 618 đến năm 907, sử chép có cảnh giáo, tức là một phái gia tô giáo đã sang tàu nhưng vì bấy giờ đạo Phật đang thịnh cho nên đạo cảnh giáo mất dần đi. Ghi chú Cảnh giáo là một phái đạo gia tô của người chủ giáo tên là Nestorius, lập ra từ đệ ngũ thế kỷ ở Đông La Mã, rồi truyền sang nước Ba Tư và nước Tàu. Hết ghi chú. Mãi đến đời nhà Nguyên, nhà Minh mới thật có giáo sĩ sang giảng đạo gia tô ở nước Tàu. Đạo Thiên Chúa sang nước Nam Ở nước Nam ta, từ khi đã có người Âu La Ba sang buôn bán thì tất là có giáo sĩ sang dạy đạo. Cứ theo sách Khâm Định Việt Sử thì từ năm Nguyên Hòa Nguyên Niên đời vua Trang Tông Nhà Lê 1533 có người Tây tên là Inê Khu đi đường bể vào giảng đạo Thiên Chúa ở làng Ninh Cường, làng Quần Anh thuộc huyện Nam Trân tức Nam Trực và ở làng Trà Lũ thuộc huyện Giao Thủy sách Nam sử của trương vĩnh ký chép rằng năm bính thân 1596 đời ông nguyễn hoàng có người đạo sĩ tây ban nha tên là diego adveter vào giảng đạo ở trong nam trước hết cả nhưng lúc bấy giờ lại có mấy chiếc tàu tây ban nha cùng đến chúa nguyễn sợ có ý quấy nhiễu gì chăng bèn đuổi đi đến năm ất mão 1615 đời chúa sãi giáo sĩ là Usomi lại đến giảng đạo. Rồi đến năm Giáp Tý 1624, có giáo sĩ tên là Jean Roder, người Pháp Lan Tây, đến giảng đạo ở Phú Xuân và lập ra các giáo đường năm Bính Dần 1626 đời vua Lê Thần Tông. Giáo sĩ là Bandi Noti, giảng đạo ở ngoài Bắc, bị chú Trịnh không cho, phải bỏ đi. Được ít lâu, ông Jean Roder ở trong Nam ra Bắc vào ít kiến chú Trịnh và đem dâng cái đồng hồ quả lắc. Chú Trịnh cho ông Jean roder được giảng đạo tại Kinh Đô. Từ đó về sau, các giáo sĩ cứ dần dần vào nước dạy đạo mà người mình càng ngày càng theo đạo cũng nhiều. Nhưng vì nước ta tự xưa đến nay vẫn theo nho giáo, lấy sự thờ cúng ông cha làm trọng, lấy sự tế tự thần thánh làm phải, mà lệ nước thì lấy sự cúng tế là một việc rất quan trọng đột nhiên thấy nhiều người mình theo đạo Thiên Chúa bỏ cả các thói cũ chỉ chuyên về một mặt theo đạo mới. Bởi vậy cho nên trong Nam ngoài Bắc, vua Chúa đều cho đạo ấy là một tà đạo làm hủy hoại cả phong hóa của nước nhà xưa nay bèn xuống chỉ cấm không cho người trong nước theo đạo mới nữa và đặt ra phép nghiêm để bắt tội những kẻ không tuân theo chỉ dụ ấy cứ theo trong sử thì năm tân vị 1631 ở trong Nam chú thượng là Nguyễn Phúc Lan cấm không cho người Tây vào giảng đạo ở trong nước. Năm Quý Mão 1663 ở ngoài Bắc, chú Trịnh là Trịnh Tạc bắt đuổi các giáo sĩ và cấm không cho người mình theo đạo Gia Tô. Năm Giáp Thìn 1644, chúa Hiền ở miền Nam bắt giết những người đi giảng đạo ở Đà Nẵng. Năm Bính Tý 1696, đời vua Lê Hy Tông, Trịnh Căn bắt đốt phá hết cả những sách đạo và nhà đạo ở các nơi và đuổi những người giảng đạo ra ngoài nước. Năm Nhâm Thìn 1712, đời vua Lê Dụ Tông, Trịnh Cương bắt những người theo đạo Gia Tô phải cạo chán và khắc vào mặt bốn chữ Học Hoa Lan Đạo Ghi chú Hoa Lan tức là Hòa Lan Hôn Lăng Người Hòa Lan sang buôn bán ở ngoài Bắc trước hết cả cho nên mới gọi là đạo Hòa Lan Và lúc bấy giờ Người Việt Nam ta không phân biệt được Những nước nào hễ thấy người Tây Thì thường cứ gọi là Hòa Lan Hết ký chú Năm Giáp Tuất 1754 đời Cảnh Hưng Trịnh Doanh lại nghiêm cấm Một cách rất ngặt Không cho người ta đi theo đạo Và lại giết cả các đạo trưởng và đạo đồ Từ đó về sau Việc cấm đạo một ngày một nghiêm Mà người đi giảng đạo cũng không lấy luật nước làm sợ cứ cố sức dụ cho được nhiều người theo đạo rồi dần dần người trong nước phân ra bên lương bên giáo ghen ghét nhau hơn người cừu địch vua quan thì thấy dùng phép thường không cấm được mới dùng đến cực hình để mà trừng trị giết hại bao nhiêu người vô tội tóm lại mà xét thì giả sử người ngoại quốc vào nước ta mà chỉ có việc buôn bán mà thôi thì chắc rằng nước ta xưa nay vốn là một nước văn hiến vua quan ta cũng không có lẽ gì mà ngăn cấm nhưng bởi vì khi đã quan hệ đến việc sùng tín thì dù hay dở thế nào mặc lòng người ta ai cũng cho sự sùng tín của mình là phải hơn thành ra không ai khoan dung cho ai rồi cứ phải dùng thế lực để mà đè nén nhau cũng vì thế cho nên về sau nước ta không chịu suy xét lẽ phải trái cho kỹ càng làm lắm sự tàn ác để đến nỗi mất cả sự hòa hiếu với các nước ở Tây Dương và gây nên cái mối biến loạn cho nước nhà vậy. Chương 8: Vận trung suy của Chúa Nguyễn. Gồm có 7 phần. một, Trương Phúc Loan chuyên quyền. 2. Tây Sơn giấy binh. 3 quân Họ Trịnh vào lấy Phú Xuân. 4. Chúa Nguyễn vào gia định. 5. Nguyễn Vương khởi binh đánh Tây Sơn. 6. Nguyễn Vương định cầu viện nước Pháp lan Tây. 7. Nguyễn Huệ phá quân Tiêm La. một, Trương Phúc Loan chuyên quyền. Từ ông Nguyễn Hoàng trở đi, họ Nguyễn làm chúa trong Nam. phía Bắc chống nhau với họ Trịnh, phía Nam đánh lấy đất Chiêm Thành và đất chân lạp. Truyền đến đời Vũ Vương Định Triều Nghi, lập cung điện ở đất Phú Xuân và phong cho người con thứ 9 là Nguyễn Phúc Hiệu làm thế tử. Năm Ất Dậu, 1765, Vũ Vương mất, bấy giờ thế tử đã mất rồi. Con thế tử là Nguyễn Phúc Dương hãy còn nhỏ, mà người con trưởng của Vũ Vương cũng mất rồi tờ di chiếu để lại định lập người con thứ hai lên nối nghiệp chúa. Ghi chú tức là Hoàng Khảo Vua Thế Tổ, sau truy tôn là Hưng Tổ Hiếu Khang Hoàng Đế. Hết ghi chú. Nhưng khi ấy người quyền thần là Trương Phúc Loan, ý muốn chuyên quyền làm bậy, bèn đổi tờ di chiếu đi mà lập người con thứ 16 của Vũ Vương mới có 12 tuổi lên làm chúa gọi là Định Vương. Trương Phúc Loan là người tham lam, làm nhiều điều tàn ác. Trong nước ai ai cũng oán giận, bởi thế cho nên ở phía Nam thì có Tây Sơn, giấy binh đánh phá tại đất Quy Nhơn. Ở mặt Bắc thì có quân họ Trịnh vào lấy đất Phú Xuân, làm cho cơ nghiệp họ Nguyễn siêu đổ vậy. 2. Tây Sơn giấy binh Lúc bấy giờ ở huyện Phù Ly, nay đổi là Phù Cát, đất Quy Nhơn có người tên là nguyễn nhạc khởi binh phản đối với chúa nguyễn nguyên ông tổ bốn đời của nguyễn nhạc là họ hồ cùng một tổ với hồ quý ly ngày trước người ở huyện hưng nguyên đất nghệ an gặp lúc chúa trịnh chúa nguyễn đánh nhau bị bắt đem vào ở ấp tây sơn thuộc đất quy nhơn ghi chú ấp tây sơn nay là đất thôn an khê và thôn cửu an thuộc phủ hoài nhân vì anh em Nguyễn Nhạc khởi nghiệp ở chỗ ấy nên mới gọi là nhà Tây Sơn. Hết ghi chú. Đến đời ông thân sinh là Hồ Phi Phúc, rời nhà sang ở ấp Kiên Thành, nay là làng Phú Lạc, huyện Tuy Viễn, sinh được ba người con, trưởng là Nhạc, thứ là Lữ, thứ ba là Huệ. Anh em ông Nhạc muốn khởi binh, mới lấy họ mẹ là Nguyễn để khởi sự cho dễ thu phục nhân tâm. Vì rằng đất trong Nam vẫn là đất của chú Nguyễn. Nguyễn Nhạc trước làm biện lại ở Vân Đồn, cho nên sau người ta gọi là Biện Nhạc. Đến năm Tân Mão 1771 mới lập đồn trại ở đất Tây Sơn, chiêu nạp quân sĩ. Người theo về càng ngày càng đông, thường hay lấy của nhà giàu cho nhà nghèo, cho nên những kẻ nghèo khó theo phục rất nhiều. Thế Nguyễn Nhạc mỗi ngày một mạnh, quân nhà chúa đánh không được và lại nhạc là một người có can đảm và lắm cơ trí. Một hôm định vào lấy đất thành quy nhơn, bèn lập mưu, ngồi vào trong cái củi, cho người khiêng vào nộp quan tuần phủ ở đấy là Nguyễn Khắc Tuyên. Nguyễn Khắc Tuyên tưởng là thật, cho đưa vào trong thành. Đến nửa đêm, nhạc phá củi ra, mở cửa thành cho quân mình vào đánh đuổi quan quân đi, giữ lấy thành quy nhơn làm chỗ căn bản. Bây giờ lại có mấy người khách buôn tên là Tập Đình và Lý Tài cũng mộ quân nổi lên theo giúp Tây Sơn. Nguyễn Nhạc chia quân ra làm năm đồn là Trung, Tiền, Hậu, Tả, Hữu rồi tiến lên đánh lấy đất Quảng Nam. Chẳng bao lâu từ đất Quảng Nghĩa bây giờ vào cho đến Bình Thuận đều thuộc về Tây Sơn cả. 3. Quân họ Trịnh vào lấy Phú Xuân đang khi trong Nam có quyền thần chuyên chính ở trong, Tây Sơn đánh phá ở ngoài, ở ngoài Bắc, chú Trịnh là Trịnh Sâm, biết tình trạng như vậy, bèn sai đại tướng là Hoàng Ngũ Phúc, đem thủy bộ hơn 3 vạn quân cùng với Hoàng Phùng Cơ, Hoàng Đình Thể, Hoàng Đình Bảo vào đất bố chính để đánh họ Nguyễn, giả nói là vào đánh Trương Phúc Loan. Đến tháng 10 năm Giáp Ngọ 1774, quân Hoàng Ngũ Phúc sang sông linh giang sai hoàng đình thể đem binh đến đánh lấy lũy trấn ninh nhờ có nội ứng cho nên không đánh mà lấy được lũy trịnh sâm được tin hoàng ngũ phúc đã phá được thành trấn ninh rồi bèn quyết kế đem đại binh đi vào tiếp ứng đến tháng chạp thì quân của ngũ phúc tiến lên đóng ở làng hồ xá thuộc huyện minh linh quảng trị rồi truyền hịch đi nói rằng quân bắc chỉ vào đánh Trương Phúc Loan mà thôi, chứ không có ý gì khác cả. Các quan ở Phú Xuân bèn mưu bắt Phúc Loan đem nộp. Hoàng Ngũ Phúc bắt được Trương Phúc Loan rồi, lại tiến binh đến huyện Đăng Sương, sai người đưa thư đến Phú Xuân nói rằng tuy Phúc Loan đã trừ, nhưng mà Tây Sơn hãy còn, vậy xin đem binh đến hội tại Phú Xuân để cùng đi đánh giặc. Chú Nguyễn biết mưu Hoàng Ngũ Phúc trực đánh lừa để lấy kinh thành, bèn sai tôn thất tiệp cùng với quan trưởng cơ là Nguyễn Văn Chính đem thủy bộ quân ra án ngữ ở sông Bái Đáp Giang, nay gọi là Phu Lệ ở huyện Quảng Điền. Hoàng Ngũ Phúc sai Hoàng Đình Thể đem binh đi lên đường núi rồi tiến binh hai mặt đánh ập lại. Quân họ Nguyễn vỡ tan bỏ chạy cả, quân Bắc tiến lên lấy thành Phú Xuân, chú Nguyễn và các quan chạy vào Quảng Nam. Bây giờ Trịnh Sâm đóng ở Hà Trung được tin Hoàng Ngũ Phúc đã lấy được Phú Xuân rồi, mừng lắm, sai quan đưa cho Ngũ Phúc 100 lạng vàng và cho các tướng sĩ 5.000 lạng bạc, lại phong cho Ngũ Phúc làm đại chấn phủ, đất Thuận Hóa để lo việc lấy đất Quảng Nam. Đoạn rồi Trịnh Sâm rút quân về Bắc. 4. Chúa Nguyễn vào gia định. Chúa Nguyễn vào đến Quảng Nam, đóng ở Bến Ván, lập cháu là Nguyễn Phúc Dương lên làm đông cung để lo việc chống trả được mấy tháng quân tây sơn ở quy nhơn kéo ra đánh lấy quảng nam quân chúa nguyễn đánh không nổi thua chạy về đóng ở trà sơn Chú nguyễn liệu chừng không chống giữ được bèn cùng người cháu là ông nguyễn phúc ánh xuống thuyền chạy vào gia định để đông cung ở lại quảng nam chống giữ với giặc đông cung đóng đồn ở làng câu để thuộc huyện hòa vinh Nguyễn Nhạc biết Đông Cung thấy yếu và lại muốn lấy tiếng để mà sai chúng, bền sai người đi rước Đông Cung về đóng ở phố Hội An, Phe Phò thuộc Quảng Nam. Ngay lúc ấy, quân của Hoàng Ngũ Phúc đã qua Hải Vân Sơn và vào lấy đồn Trung Sơn và đồn Câu Để ở huyện Hòa Vinh. Nguyễn Nhạc sai người khách là Tập Đình làm tiên phong, Lý Tài làm trung quân tự mình làm hậu tập ra đánh nhau với quân họ Trịnh ở làng Cẩm Sa thuộc Hòa Vinh. Quân của Tập Đình đều là người khách Quảng Đông và những người mọi to lớn. Ai nấy cởi trần ra, đội khăn đỏ cầm phang, đeo khiên, đánh thật là hung mạnh. Quân tiền đội của Nguyễn Phúc đương không nổi. Ngũ Phúc mới sai Hoàng Đình Thể và Hoàng Phùng Cơ đem kỵ binh vào sông trận. Rồi bộ binh đánh tràn vào, tập đình thua chạy nguyễn nhạc và lý tài phải lùi về giữ bến bàn rồi đưa đông cung về quy nhơn tập đình vốn là người bạo ngược nguyễn nhạc muốn nhân dịp thua trận bắt giết đi tập đình biết ý bỏ chạy về quảng đông bị quan nhà thanh bắt được đem chém lúc bấy giờ ở phía nam có quan lưu thủ đất long hồ là tống phúc hợp đem quân đánh lấy được cả ba phủ là bình thuận diên khánh và Bình Khánh, rồi lại tiến binh ra đánh đất Phú Yên. Ở phía Bắc thì có quân họ Trịnh đóng ở Quảng Nam, Nguyễn Nhạc liệu thế chống không nổi, bèn sai Phan Văn Tuế. Đem thư và vàng lụa ra nói với Hoàng Ngũ Phúc xin nộp đất Quảng Nghĩa, Quy Nhơn, Phú Yên và xin làm tiền khu đi đánh họ Nguyễn. Hoàng Ngũ Phúc cũng muốn dùng Nguyễn Nhạc để đánh đất gia định bèn làm biểu xin chú Trịnh cho Nguyễn Nhạc làm tiên phong tướng quân. Tây Sơn hiệu trưởng sai Nguyễn Hữu Chỉnh đem cờ và ấn kiếm vào cho Nguyễn Nhạc. Nguyễn Nhạc không lo mặt Bắc nữa, bèn lập mưu để đánh lấy đất Nam, đem con gái mình là Thọ Hương dâng cho Đông Cung và khoản đãi một cách rất tôn kính. Rồi sai người đến giả nói với Tống Phúc Hợp xin về hàng để lo sự khôi phục lại đất Phú Xuân. Tống Phúc Hợp cho sứ đến xem thư thực nguyễn nhạc đưa đông cung đi tiếp rồi viết thư cho sứ đưa về nói lấy nghĩa phù lập đông cung điện an xã tắc tống phúc hợp tin là thực tình không phòng bị gì nữa nguyễn nhạc biết rõ tình hình sai em là nguyễn huệ đem quân đến đánh tống phúc hợp quân họ nguyễn thua to bỏ chạy về giữ vân phong nguyễn nhạc cho người đưa tin thắng trận ra cho hoàng ngũ phúc biết Ngũ Phúc xin chú Trịnh phong cho Nguyễn Huệ làm Tây Sơn Hiệu tiên phong tướng quân. Quân Hoàng Ngũ Phúc đóng ở Châu Ổ, giáp đất Quảng Nghĩa. Đến tháng Chạp năm ấy là năm Ất Vị 1775, bị dịch chết mất nhiều. Ngũ Phúc viết thư ra xin chú Trịnh cho rút về giữ thuận hóa, Trịnh xâm thuận cho, Hoàng Ngũ Phúc về đến Phú Xuân thì mất. Chú Trịnh sai Bùi Thế Đạt vào thay và sai Lê Quý Đôn vào làm tham thị cùng giữ đất thuận hóa. Đất thuận hóa bấy giờ kể từ đất Nam Bố Chính trở vào là hai phủ, Triệu Phong và Quảng Bình. Ghi chú, Triệu Phong phủ có 5 huyện, Quảng Bình phủ có 3 huyện một châu. Hết ghi chú. Hai huyện, 8 châu, số nhân đinh được 126 857. Số ruộng đất rộng được 265.507 mẫu Nhưng mà trừ đất rừng và các thứ đi thì còn được 153.181 mẫu phải đóng thuế Từ khi quân họ trịnh lui về thuận hóa rồi đất Quảng Nam lại thuộc về Tây Sơn Năm Bính Thân 1776 Nguyễn Nhạc sai em là Nguyễn Lữ đem thủy quân vượt bể vào đánh gia định lấy được thành Sài Côn chúa Nguyễn phải chạy về Trấn Biên tức là Biên Hòa Bấy giờ ở Đông Sơn có Đỗ Thanh Nhân khởi binh chống với Tây Sơn lấy lại thành Sài Côn. Nguyễn Lữ lấy thóc gạo rồi rút quân về Quy Nhơn. Nguyễn Nhạc thấy thế mình một ngày một mạnh, bèn sai sửa lại thành Đồ Bàn, là kinh thành cũ của Chiêm Thành ngày trước. Rồi đến tháng 3 năm Bính Thân 1776, tự xưng làm Tây Sơn Vương và phong chức tước cho mọi người. Bấy giờ Tây Sơn đem Đông cung ra ở chùa Thập Tháp. Đông cung bèn trốn xuống thuyền chạy về gia định. Người khách Lý Tài trước đã bỏ Nguyễn Nhạc theo giúp chú Nguyễn, rồi sau lại phản lại đánh chú Nguyễn. Nay nghe Đông cung trốn về, lại đem binh rước về Sài Côn lập lên làm Tân Chính Vương, Tôn Định Vương làm Thái Thượng Vương để cùng lo sự khôi phục. Năm Đinh Dậu 1777 Nguyễn Nhạc sai người ra xin với chú Trịnh cho chấn thủ đất Quảng Nam. Trịnh Sâm bấy giờ cũng chán sử dụng binh, bèn nhân dịp phong cho Nguyễn Nhạc làm Quảng Nam chấn thủ, tuyên úy đại sứ, cung quận công. Nguyễn Nhạc được phong rồi, không phải phòng giữ mặt Bắc nữa, bèn sai Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ đem thủy bộ quân vào đánh gia định. Lý Tài chống không nổi phải bỏ chạy. Tân Chính Vương chạy về bến trà thuộc Định Tường rồi lại chạy về Ba Vát thuộc Vĩnh Long. Còn Thái Thượng Vương thì chạy về Long Xuyên, nhưng chẳng bao lâu Nguyễn Huệ đem quân đuổi bắt được cả Thái Thượng Vương và Tân Chính Vương đem giết đi. Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ lấy xong đất gia đình để Tổng đốc Chu ở lại trấn thủ rồi đem quân về Quy Nhơn. Qua năm sau là năm Mậu Tuất 1778, Nguyễn Nhạc tự xưng là Đế Hiệu đặt niên hiệu là thái đức gọi thành đồ bàn là hoàng đế thành phong cho nguyễn lữ làm tiết chế nguyễn huệ làm long nhương tướng quân năm nguyễn vương khởi binh đánh tây sơn khi thái thượng vương là tân chính vương bị bắt thì người cháu thái thượng vương là nguyễn phúc ánh chạy thoát được đến khi nguyễn lữ và nguyễn huệ về quy nhân rồi Nguyễn Phúc Ánh lại tụ tập những tôi tớ cũ khởi binh từ đất Long Xuyên tiến lên đến Sa Đéc và cùng với quan trưởng dinh là Đỗ Thanh Nhân, quan cai đội Lê Văn Câu. Ghi chú, Lê Văn Câu là người ở Vĩnh Tường đất gia định. Trước theo Châu Văn Tiếp, sau làm thuộc tướng Đỗ Thanh Nhân. Hết ghi chú. Và các tướng là Nguyễn Văn Hoàng, Tống Phước Khuông, Tống Phước Lương về đánh đuổi Tổng Đốc Chu lấy lại thành Sài Côn. Bấy giờ Nguyễn Phúc Ánh mới có 17 tuổi. Các tướng đều tôn lên làm đại nguyên suý, nhiếp quốc chính. Được ít lâu vua Tây Sơn lại sai Tổng Đốc Chu, Tư Khấu Uy và quan hộ giá Phạm Ngạn đem quân thủy vào đánh Trấn Biên và Phan Trấn cùng các miền ở mặt bể. Đỗ Thanh Nhân đem quân đông sơn đánh chiếm được tư khấu uy đuổi được quân tây sơn đi ông nguyễn phúc ánh bèn sai lê văn quân đem binh ra đánh lấy thành bình thuận và thành diên khánh từ khi khôi phục được đất gia định rồi nguyễn phúc ánh sai sứ sang thông với nước tiêm la và lại sai đỗ thanh nhân hồ văn lân đem binh đi đánh chân lạp lập con nặc tôn là nặc in lên làm vua để hồ văn lân ở lại bảo hộ ở đất gia đình thì ngài sửa sang mọi việc, đặt quan cai trị các dinh, định lệ thu thuế để nuôi binh lính, làm chiến thuyền, tập binh mã để phòng bị việc chiến tranh. Năm Canh Tý 1780, Nguyễn Phúc Ánh xưng vương hiệu rồi phong cho Đỗ Thanh Nhân làm chức ngoại hữu phụ chính, thượng tướng công và thăng thưởng cho các tướng sĩ. Nhưng sau vì Đỗ Thanh Nhân cậy công lộng quyền cho nên Nguyễn Vương mới giết đi. Cũng vì việc ấy cho nên Đông Sơn trước đã hết lòng giúp Nguyễn Vương sau đều bỏ cả và lại phản lại thành ra lôi thôi phải đánh dẹp mãi. Tháng 10 năm Tân Sửu 1781, vua nước Tiêm La là Trịnh Quốc Anh, sai tướng là Chất Chi và Sô Si, hai anh em sang đánh chân lạp. Nguyễn Vương sai quan trưởng cơ là Nguyễn Hữu Thoại, và Hồ Văn Lân đem 3.000 quân sang cứu. Trong khi quân Nam và quân Tiêm La còn đang chống giữ nhau ở chân Lạp, thì ở Vọng Các, vua nước Tiêm La bắt giam cả vợ con của hai anh em chất chi. Bởi vậy, hai tướng ấy mới giao kết với Nguyễn Hữu Thoại thề phải cứu nhau trong lúc hoạn nạn. Đoạn rồi, chất chi đem quân về Tiêm La. Ngay lúc ấy ở bên nước Tiêm có giặc nổi lên, vua nước ấy bị ngươi phan nha văn sản đuổi đi cướp mất ngôi chất chi về đến vọng các sai người đi tìm quốc vương là trịnh quốc anh đem giết đi và bắt giết cả phan nha văn sản rồi tự lập làm vua xưng là phật vương phong cho em là sô si làm đệ nhị vương cháu là ma lạc làm đệ tam vương họ sắc di làm vua đến nay hãy còn và các vua đều xưng là Rama. Tháng 3 năm nhâm dần 1782, vua Tây Sơn là Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ đem hơn 100 chiếc thuyền vào cửa Cần Giờ, đánh nhau với quân Nguyễn Vương ở Thất Kỳ Giang, tức Ngã Bảy. Trận ấy, quân Nguyễn Vương thua to, có người nước Pháp tên là Mạn Hoè làm chủ một chiếc tàu phải đốt tàu mà chết. Nguyễn Vương phải bỏ thành Sài Gòn chạy về đất tam phụ ba rồng rồi ra lánh ở đảo phú quốc vua tây sơn bình xong đất gia định rút quân về quy nhơn để hàng tướng là đỗ nhàn Chập ở lại giữ thành sài côn tức sài gòn khi quân nguyễn nhạc và nguyễn huệ về quy nhơn rồi các tướng nhà nguyễn lại nổi lên đánh quân tây sơn bấy giờ có châu văn tiếp là người ở quy nhơn nhân lúc loạn tụ chúng giữ núi trà lang thuộc huyện phú yên Đến khi chú Nguyễn bỏ Phú Xuân chạy vào gia định, Châu Văn Tiếp đem binh ra giúp. Sao chẳng may chú Nguyễn thất thế ngộ hại, Nguyễn Vương lên nối nghiệp, Văn Tiếp theo giúp, được phong làm chức trưởng cơ, đem binh ra đánh Tây Sơn bị thua, phải bỏ về giữ Trà Lang. Nay được tin gia định lại thất thủ, Văn Tiếp bèn đem quân từ Phú Yên về hợp với quân các đạo, đánh đuổi quân Tây Sơn đi, lấy lại được thành Sài Côn rồi cho người ra Phú Quốc đón Nguyễn Vương về. Nguyễn Vương về sửa sang mọi việc để chống giữ với Tây Sơn, nhưng qua năm Quý Mão 1783, vua Tây Sơn lại sai Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ đem binh vào đánh. Nguyễn Vương lại phải rước vương mẫu và cung quyến ra Phú Quốc. Đến tháng 6 năm ấy, Nguyễn Huệ ra đánh Phú Quốc, Nguyễn Vương chạy về Côn Lôn. Quân Tây Sơn lại đem thuyền đến vây Côn Lôn nhưng may nhờ có cơn bão đánh đắm cả thuyền Tây Sơn. Cho nên Nguyễn Vương mới ra khỏi trùng vi, chạy về đảo Cổ Cốt rồi lại trở về Phú Quốc. 6. Nguyễn Vương định cầu viện nước Pháp Lan Tây Lúc bấy giờ lương thực hết sạch, Nguyễn Vương cùng với những người đi theo phải hái rau và tìm củ chuối mà ăn. Thế lực cùng kiệt, thật là nguy nan quá, nhân vì khi trước Nguyễn Vương có quen một người ở nước Pháp làm giám mục đạo gia tô tên là Bá Đa Lộc. Khi ấy đang ở đất Trăng Ta Pôn, thuộc nước Tiêm La, Ngài bèn sai người đến bàn việc. Ông Bá Đa Lộc nói nên sang cầu cứu nước Pháp, nhưng phải cho hoàng tử đi làm tin thì mới được. Nguyễn Vương theo lời ấy bèn giao hoàng tử cảnh và cái quốc ấn cho ông Bá Đa Lộc lại làm tờ quốc thư cho ông ấy được quyền tự tiện sang thương nghị với chính phủ Pháp để xin viện binh. Tờ quốc thư ấy có 14 khoản, đại lược nói nhờ ông Bá Đa Lộc sang xin nước Pháp giúp cho 1.500 quân và tàu bè, súng ống, thuốc đạn, đủ cả mọi thứ. Nguyễn Vương xin nhường cho nước Pháp cửa Hội An, đảo Côn Lôn và để riêng cho người nước Pháp được đặc quyền vào buôn bán ở nước Nam ghi chú tờ quốc thư này và cái thư của Nguyễn Vương viết cho vua nước Pháp nay hãy còn ở ngoại giao bộ tại Paris hết ghi chú Nguyễn Vương lại làm một cái thư riêng để dâng cho vua nước Pháp và sai quan phó vệ úy là Phạm Văn Nhân quan cai cơ là Nguyễn Văn Liêm theo hộ vệ Hoàng Tử Cảnh bây giờ mới có 4 tuổi mọi sự đã xếp đặt cả rồi nhưng vì còn trái mùa trái gió cho nên ông Bá Đa Lộc chưa khởi hành được. Nguyễn Vương tuy đã nghe lời ông Bá Đa Lộc định sang cầu cứu nước Pháp, nhưng trong bụng chưa quyết hẳn, còn có ý muốn nhờ nước Tiêm La. Nguyên lúc đánh thua ở Sài Gòn, Châu Văn Tiếp chạy sang Tiêm La cầu cứu. Đến tháng 2 năm Giáp Thìm 1784, vua Tiêm La sai tướng là Chất Si Đa đem thủy quân sang Hà Tiên tìm Nguyễn Vương để mời sang bàn việc, Nguyễn Vương lại tiếp được mật biểu của Châu Văn Tiếp cho nên mới đến hội với tướng nước Tiêm rồi cùng sang vọng các xin binh cứu viện. Tiêm Vương tiếp đãi Nguyễn Vương rất hậu và sai hai tướng là Chiêu Tăng, Chiêu Sương đem hai vạn quân cùng 300 chiếc thuyền sang giúp Nguyễn Vương. Quân Tiêm la sang lấy được rạch giá. Ba Thắc, Trà Ôn, Mân Thít Sa Đéc. Khi đánh ở Mân Thích, Châu Văn Tiếp bị thương nặng mà mất. Từ đó, quân tiêm ỷ thế đi đến đâu quấy nhiễu dân sự, làm nhiều điều tàn ác, cho nên lòng người oán hận lắm. 7. Nguyễn Huệ phá quân tiêm la Tướng Tây Sơn giữ đất gia định là Trương Văn Đa, thấy quân tiêm la sang đánh phá, thế lực mạnh lắm, bèn sai người về Quy Nhơn phi báo vua Tây Sơn sai Nguyễn Huệ đem binh vào chống giữ. Nguyễn Huệ vào đến gia định như quân tiêm la đến gần rạch gầm và xoài mút ở phía trên Mỹ Tho, rồi đánh một trận, giết quân tiêm chỉ còn được vài nghìn người, chạy theo đường thượng đạo trốn về nước. Nguyễn Huệ phá được quân tiêm la rồi, đem binh đuổi đánh Nguyễn Vương. Nguyễn Vương bấy giờ hết cả lương thực cùng với mấy người chạy về Trấn Giang, ra đảo Thổ Châu, đảo Cổ Cốt, rồi sang Tiêm La. Đánh dẹp xong, Nguyễn Huệ đem quân về Quy Nhơn để đô đốc là Đặng Văn Chân ở lại trấn đất gia định. Nguyễn Vương biết thế, không mong cậy được người Tiêm La, bèn dục ông Bá Đa Lộc đem hoàng tử đi sang nước Pháp cầu viện. Ông Bá Đa Lộc đi rồi, Nguyễn Vương rước vương mẫu và cung quyến sang trú ở Vọng Các để chờ có cơ hội lại về khôi phục Chương 9 Họ trịnh mất nghiệp Chúa Gồm 4 phần 1. Chúa trịnh bỏ trưởng lập thứ 2. Kiêu binh 3. Tây Sơn lấy thuận hóa 4. Tây Sơn dứt họ trịnh 1. Chúa trịnh bỏ trưởng lập thứ Từ khi quân chúa trịnh lấy được đất thuận hóa rồi, trịnh xâm đắc chí càng thêm kiêu hãnh lại có ý muốn cướp ngôi nhà lê bèn sai quan thị lang là vũ trần thiệu sang nhà thanh dâng biểu nói rằng con cháu họ lê không có ai đáng làm vua nữa và lại sai quan nội giám đi với vũ trần thiệu đem tiền của sang đút lót mà xin phong làm vua nhưng sang đến động đình hồ thì vũ trần thiệu đem tờ biểu đốt đi rồi uống thuốc độc mà chết bởi vậy việc cầu phong lại bỏ không nói đến sau Trịnh Sâm say đắm nàng Đặng Thị Huệ, bỏ con trưởng là Trịnh Khải mà lập người con của Đặng Thị là Trịnh Cán làm thế tử. Từ đó, người thì theo Đặng Thị, người thì phò Trịnh Khải, trong phủ chúa chia ra bè đảng. Tháng 9 năm Nhâm Dần, 1782, Trịnh Sâm mất đi, để Di chiếu lập Trịnh Cán làm chúa và huy quận công Hoàng Đình Bảo làm phụ chính. Trịnh Cán còn ít tuổi mà lại lắm bệnh, không mấy người chịu phục, bởi vậy cho nên thành ra sự biến loạn. 2. Kiêu binh Nguyên từ khi họ trịnh giúp nhà Lê Trung Hưng về sau, đất kinh kỳ chỉ dùng lính thanh, lính nghệ gọi là ưu binh để làm quân túc vệ. Những lính ấy thường hay cậy công làm nhiều điều trái phép. Năm Giáp Dần 1674, đời trịnh tạc, lính tam phủ tức là lính thanh lính nghệ đã giết quan tham tụng nguyễn quốc trinh và phá nhà phạm công chứ năm tân dậu một nghìn bảy trăm bốn mươi quân ưu binh lại phá nhà và trực giết quan tham tụng nguyễn quý cảnh những lúc quân ưu binh làm loạn như vậy tuy nhà chúa có bắt những đứa thủ sướng làm tội nhưng chúng đã quen thói về sau hễ hơi có điều gì bất bình thì lại nổi lên làm loạn Đến năm nhâm dần 1782, Trịnh Sâm mất, Đặng Thị và Hoàng Đình Bảo lập Trịnh Cán lên làm chúa. Con trưởng Trịnh Sâm là Trịnh Khải mưu với quân Tam phủ để tranh ngôi chúa. Bấy giờ có tên biện lại thuộc đội tiệp bảo, tên là Nguyễn Bằng, người Nghệ An, đứng lên làm đầu vào phủ chúa đánh ba hồi trống làm hiệu, quân ưu binh kéo đến vây phủ vào giết Hoàng Đình Bảo, bỏ Trịnh Cán và Đặng Thị huệ. Lập Trịnh Khải lên làm chúa. Trịnh Khải phong quan tước cho Nguyễn Bằng và trọng thưởng cho Quân Tam Phủ, từ đó quân ấy một ngày một kiêu, cứ đi cướp phá các nhà, không ai kiềm chế được. Năm Giáp Thìn, 1784, Quân Tam Phủ lại phá nhà quan tham Tụng Nguyễn Ly, nhà Dương Khuông và giết Nguyễn Chiêm ở trước cửa phủ chúa. Thì bây giờ Nguyễn Ly chạy thoát được lên sân tây, cùng với em là Nguyễn Điều bàn định rước Trịnh Khải ra ngoài rồi gọi binh các chấn về trừ kiêu binh nhưng sự lộ ra quân kiêu binh vào canh giữ phủ chúa Trịnh Khải không ra được quân ấy lại chia nhau ra giữ các cửa ô quân các chấn cũng sợ chúa bị hại đều phải rút về từ đó quân kiêu binh kéo nhau hàng trăm hàng nghìn đi cướp phá các làng hễ có đứa nào đi lẻ loi thì dân làng lại bắt giết đi. Thành ra quân với dân xem nhau như cửu địch, mà các văn thần võ tướng cũng bó tay mà chịu không làm sao được. Sau có quan tham tụng là Bùi Huy Bích, dỗ dành mãi mới dần dần hơi yên. Lúc bấy giờ ở trong đang có cứu binh làm loạn, ở ngoài Tây Sơn nhân dịp đem quân vào đánh phá, bởi thế cho nên cơ nghiệp họ trịnh đổ nát vậy. 3. Tây Sơn lấy thuận hóa Nguyên khi trước Hoàng Đình Bảo chấn thủ đất Nghệ An có nhiều thủ hạ giỏi mà trong bọn ấy có một người ở huyện Trân Lộc thuộc Nghệ An tên là Nguyễn Hữu Trình Đỗ Hương Cống từ lúc 16 tuổi tục gọi là Cống Trình tính hào hoa, lắm cơ trí, nhiều can đảm mà lại có tài biện bác trước theo Hoàng Ngũ Phúc thường đi đánh giặc bể giặc sợ lắm gọi là chim dữ sau khi Hoàng Ngũ Phúc mất rồi, Hữu Trình về theo Hoàng Đình Bảo. Đến khi Kiêu Binh đã giết Hoàng Đình Bảo rồi, có người đem tin cho Hữu Trình biết. Hữu Trình vào bàn với quan trấn thủ Nghệ An là Võ Tá Giao để tự lập ở xứ Nghệ. Nhưng mà Võ Tá Giao sợ không dám làm, Hữu Trình bèn bỏ vào với vua Tây Sơn là Nguyễn Nhạc. Nguyên khi trước, Nguyễn Hữu Trình theo Hoàng Ngũ Phúc vào đánh Quảng Nam thường vẫn đi lại quen Nguyễn Nhạc cho nên Nguyễn Nhạc tin dùng đãi làm thượng tân. Từ đó Nguyễn Hữu Chỉnh bày mưu định kế xin vua Tây Sơn ra đánh thuận hóa và đất Bắc Hà. Và từ khi Hoàng Ngũ Phúc mất rồi, Trịnh Sâm sai Bùi Thế Đạt vào chấn thủ đất thuận hóa. Sau lại sai Phạm Ngô Cầu vào thay Bùi Thế Đạt. Phạm Ngô Cầu là người nhu nhược vô mưu mà lại có tính tham lam, chỉ lo việc làm giàu chứ không nghĩ gì đến việc binh. Quan phó đốc thị là Nguyễn Lệnh Tân đã viết thư về bày tỏ mọi lẽ và xin Trịnh Sâm cho tướng khác vào thay Phạm Ngô Cầu. Trịnh Sâm không nghe lại đòi Nguyễn Lệnh Tân về. Vua Tây Sơn biết đến đất thuận hóa không phòng bị, bèn sai em là Nguyễn Huệ làm tiết chế, rể là Vũ Văn Nhậm làm tả quân đô đốc, Nguyễn Hữu Trình làm hữu quân đô đốc, đem quân thủy bộ ra đánh thuận hóa một hôm phạm ngô cầu thấy một người khách buôn nói thuật số đến bảo ngô cầu rằng hậu vận tướng công phúc lộc nhiều lắm nhưng năm nay có hạn nhỏ có lẽ phải ốm đau nên lập đàn làm chay mới được yên lành phạm ngô cầu nghe lời ấy lập đàn cầu khẩn bảy ngày đêm bắt quân sĩ phải phục dịch không được nghỉ ngơi chút nào chợt nghe quân tây sơn đã lấy được đồn hải vân tướng giữ đồn là Hoàng Nghĩa Hồ đã tử trận, lại thấy báo rằng thủy quân của Tây Sơn đã vào cửa bể, thủy quân hai mặt đều kéo đến đánh. Ngô Cầu hốt hoảng, từ ở đàn chạy về dinh, gọi binh tướng để chống giữ, nhưng quân lính đều mỏi mệt cả, không ai có lòng muốn đánh. Phạm Ngô Cầu lại có tính đa nghi, Nguyễn Hữu Trình bèn làm một cái thư đề ngoài gửi cho phó tướng là Hoàng Đình Thể, rủ về hàng Tây Sơn rồi giả tảng sai người đưa nhầm sang cho ngô cầu ngô cầu bắt được thư ấy nghi cho hoàng đình thể nhị tâm đến khi quân tây sơn đến đánh hoàng đình thể đem quân bản bộ ra trận đối địch bắn hết thuốc đạn ngô cầu đóng cửa thành lại không ra tiếp ứng hoàng đình thể cùng hai con và tỳ tướng là vũ tá kiên đều từ trận cả khi quân tây sơn kéo đến đánh thành phạm ngô cầu kéo cờ trắng mở cửa thành ra hàng Quân họ Trịnh giữ ở các đồn đều tan vỡ bỏ chạy. Trong mấy ngày mà đất Thuận Hóa ra đến Linh Giang đều thuộc về Tây Sơn cả. Bấy giờ là tháng 5 năm Bính Ngọ, 1786, đời Cảnh Hưng năm thứ 47. 4. Tây Sơn dứt họ Trịnh. Nguyễn Huệ lấy được đất Thuận Hóa rồi, sai người giải Phạm Ngô Cầu về Quy Nhơn định tội phải chém. Đoạn rồi Nguyễn Huệ hội các tướng lại bàn sai người ra sửa sang đồn đồng hới và định giữ địa giới cũ ở sông La Hà. Nguyễn Hữu Chỉnh nói rằng ông Phụng Mệnh ra đánh một trận mà bình được đất thuận hóa, uy kinh cả trốn Bắc Hà. Phàm cái phép dùng binh, một là thời, hai là thế, ba là cơ. Có ba điều đó đánh đâu cũng được. Bây giờ ở đất Bắc Hà tướng thì lười, quân thì kiêu, triều đình không có kỷ cương gì cả nếu ông nhân lấy cái uy thanh này đem binh ra đánh thì làm gì mà không được ông không nên bỏ mất cái cơ cái thời và cái thế ấy nguyễn huệ nói rằng ở bắc hà có nhiều nhân tài không nên coi làm thường hữu chỉnh đáp lại rằng nhân tài bắc hà chỉ có một mình chỉnh nay chỉnh đã bỏ đi thì nước không có ai nữa xin ông đừng có ngại gì nguyễn huệ cười mà nói rằng ấy Người khác thì không ngại, chỉ ngại có ông đó thôi." Hữu Trình thất sắc đi rồi nói rằng: "Tôi tự biết tài hèn, nhưng mà tôi nói thế là có ý tỏ cho ông biết ngoài Bắc không có nhân tài đó thôi." Nguyễn Huệ lấy lời nói ngọt để yên lòng Hữu Trình và bảo rằng: "Nhà Lê làm vua đã mấy trăm năm nay, bây giờ cướp lấy chưa chắc lòng người đã theo mình." Hữu Trình nói: "Nay Bắc Hà có vua lại có chúa." ấy là một sự cổ kim đại biến. Họ trịnh tiếc rằng Phù Lê thực là hiếp chế, cả nước không ai chịu. Và xưa nay không ai làm gì để giúp nhà Lê là chỉ sợ cái thế mạnh đó mà thôi. Nay ông mà Phù Lê diệt trịnh thì thiên hạ ai chẳng theo ông. Nguyễn Huệ nói, ông nói phải lắm, nhưng ta chỉ phụng mệnh đi đánh thuận hóa mà thôi, chứ không phụng mệnh đi đánh Bắc Hà, sợ rồi can tội kiểu mệnh thì làm thế nào? Hữu Trình nói, kiểu mệnh là tội nhỏ, việc ông làm là công to. Và làm tướng ở ngoài đó có điều không cần phải theo mệnh vua, ông lại không biết hay sao? Nguyễn Huệ bèn sai Nguyễn Hữu Trình đem thủy binh đi tiên phong vào cửa Đại An, đánh lấy kho lương ở bên sông Vị Hoàng. Nguyễn Huệ tự đem binh đi theo sau, ước với Hữu Trình đến sông Vị Hoàng đốt lửa lên làm hiệu. Nguyễn Hữu Chỉnh đem quân đi qua Nghệ An, Thanh Hóa, qua chấn thủ là Bùi Thế Toại và Tạ Danh Thùy, không ai dám ra cự địch. Khi ra đến Vị Hoàng, quan coi đồn ở đấy bỏ chạy. Hữu Chỉnh lấy được hơn trăm vạn học lương rồi đốt lửa làm hiệu. Quân Nguyễn Huệ kéo đến đóng giữ ở đấy. Trước kia thành Phú Xuân đã vỡ rồi, tin báo đến Thăng Long, các quan bàn rằng xứ ấy vẫn không phải là đất của triều đình bây giờ mất cũng không hại gì vì thế chỉ sai trịnh tự quyền đem 27 cơ vào giữ đất Nghệ An trịnh tự quyền thu xếp hơn 10 ngày chưa xong đến khi đi được độ 30 dặm thì có tin báo Tây Sơn đến đóng ở sông Vị Hoàng rồi tự quyền bèn đem binh xuống giữ ở mặt Kim Động quan chấn thủ Sơn Nam là Bùi Thế Dận đem bộ binh xuống đóng ở xã phù sa thuộc huyện đông an đinh tích nhưỡng đem thủy quân ra giữ cửa luộc bấy giờ gió đông nam thổi to đến đêm nguyễn huệ sai lấy tượng gỗ để lên trên mấy chiếc thuyền rồi đánh trống kéo cờ thả cho thuyền trôi đi đinh tích nhưỡng trông thấy tưởng là quân tây sơn đến đánh dàn thuyền ra thành trận chữ nhất rồi truyền lấy súng mà bắn bắn mãi sau mới biết người trên thuyền là tượng gỗ. Lúc quân Tây Sơn tiến lên đánh thì đinh tích nhưỡng hết cả thuốc đạn phải bỏ thuyền mà chạy. Quân của Bùi Thế Dận và Trịnh Tự Quyền cũng tan cả. Nguyễn Huệ hạ được thành Sơn Nam rồi một mặt truyền hịch đi các lộ nói lấy nghĩa phù lê diệt trịnh một mặt kéo quân lên lấy thăng Long. Bây giờ ở Kinh Thành thì quân kiêu binh không sai khiến được mà quân Tây Sơn đã đến nơi rồi. Trịnh Khải mới cho gọi Hoàng Phùng Cơ ở Sơn Tây về, đem quân đóng ở Hồ Vạn Xuân, xã Vạn Phú, Thanh Trì, còn Thủy Binh thì đóng ở Bến Tây Long, Thọ Sương, để phòng giữ. Quân Tây Sơn tiến lên đánh tan thủy quân của nhà Trịnh, Hoàng Phùng Cơ phải bỏ chạy. Trịnh Khải mặc áo nhung y cầm cờ lên voi thúc quân vào đánh. Nhưng thế Tây Sơn mạnh lắm, đánh không được, Trịnh Khải bỏ chạy lên Tây Sơn, đi đến làng Hạ Lôi, huyện Yên Lãng, gặp tên Nguyễn Trang, đánh lừa, bắt đem nộp cho Tây Sơn. Trịnh Khải về đến làng Nhất Chiêu, lấy gươm, cắt cổ tự tận. Bấy giờ là năm Bính Ngọ 1786, Nguyễn Huệ cho lấy vương lễ mà tống táng cho chú Trịnh, rồi vào thành Thăng Long, yết kiến vua Lê. Họ Trịnh giúp nhà Lê trung hưng lên, rồi giữ lấy quyền chính, lập ra nghiệp chúa, lưu truyền từ Trịnh Tùng đến Trịnh Khải được 216 năm, từ năm 1570 đến năm 1786, đến đấy là hết. Chương 10. Nhà hậu Lê mất ngôi vua. gồm có 3 phần. 1. Tây Sơn rút quân về Nam. 2. Nguyễn Hữu Trình chuyên quyền ở đất Bắc. 3. Tây Sơn lấy đất Bắc Hà. 1. Tây Sơn rút quân về Nam. Quân Nguyễn Huệ đã dứt được họ Trịnh rồi, vào thành Thăng Long, xuống lệnh cấm quân lính không được cướp phá dân gian và định ngày xin ý kiến vua Lê ở đền Vạn Thọ. Bấy giờ vua Hiển Tông đang đau, không ngồi dậy tiếp được, ngài mời Nguyễn Huệ vào ngồi gần sập ngự lấy lời ôn tồn mà phủ dụ nguyễn huệ tâu bày cái lẽ đem binh ra phủ lê diệt trịnh chứ không dám có ý dòm ngó gì vua mừng rỡ mà tạ nguyễn huệ khi quân tây sơn ra đến thăng long các quan triều thần chạy trốn cả chỉ còn có mấy người nội dám ở lại hầu hạ vua nguyễn hữu trình thấy vậy vào tâu với vua xin xuống chiếu tuyên triệu các quan về triều được mấy hôm có độ 10 người lục tục kéo nhau trở về vua bèn định đến ngày mùng 7 tháng 7 lập đại trào ở điện Kính Thiên. Nguyễn Huệ đem các tướng vào lại và dâng sổ quân sĩ, dân binh để tỏ rõ cái nghĩa tôn phù nhất thống, nghĩa là tự đó về sau nhà Lê có quyền tự chủ. Vua phong cho Nguyễn Huệ làm nguyên soái uy quốc công và lại gả cho bà Ngọc Hân công chúa là con gái của ngài. Chẳng bao lâu vua Hiển Tông mất, Hoàng Tôn là duy kỳ lên nối ngôi, đặt niên hiệu là Chiêu Thống. Nguyên lúc trước vua Tây Sơn là Nguyễn Nhạc vốn không có ý ra đánh Bắc Hà, đến khi tiếp được thư của Nguyễn Huệ nói sắp ra đánh ngoài Bắc, Nguyễn Nhạc vội vàng sai người ra Thuận Hóa ngăn lại, nhưng khi sứ thần ra đến nơi thì Nguyễn Huệ đã cử binh đi rồi. Sau lại tiếp được thư nói rằng quân Tây Sơn đã lấy được Thăng Long rồi và còn phải ở lại để giúp nhà Lê. Nguyễn Nhạc sợ em ở lâu ngoài Bắc Hà có sự biến chăng, bèn đem 500 quân ra thuận hóa, rồi lấy thêm 2.000 quân nữa đi không kỳ ngày đêm ra Thăng Long. Vua Chiêu Thống được tin vua Tây Sơn ra Bắc, bèn đem Bách Quan ra đón ở ngoài Nam Giao, nhưng Nguyễn Nhạc cứ đi thẳng, rồi cho người đến nói rằng, xin để ngày khác tiếp kiến. Được mấy hôm, Nguyễn Nhạc mời vua Chiêu Thống sang phủ đường làm lễ tương kiến. Nguyễn Nhạc ngồi giữa, vua chiêu thống ngồi bên tả nguyễn huệ ngồi bên hữu các quan văn võ đứng hầu hai bên khi vào làm lễ xong rồi vua chiêu thống xin nhường mấy quận để khao quân nguyễn nhạc nói rằng vì họ trịnh hiếp chế cho nên chúng tôi ra giúp nhà vua nếu bằng đất nước họ trịnh thì một tấc cũng không để lại nhưng mà của nhà lê thì một tấc cũng không dám lấy xin mong nhà vua gắng sức làm việc giữ yên cõi đất để đời đời giao hiếu với nhau, ấy là cái phúc của hai nước đấy. Đoạn rồi vua chiêu thống về điện, hôm sau anh em Tây Sơn bàn rút quân về Nam và thấy Nguyễn Hữu Chỉnh là người giảo quyệt, định bỏ lại ở Bắc Hà, bèn mật truyền cho các tướng thu xếp quân thủy bộ, kho tàng có gì lấy hết, rồi đến nửa đêm ngày 17 tháng 8 kéo quân về Nam. Sáng hôm sau, Nguyễn Hữu Chỉnh biết Tây Sơn về rồi, sợ hãi lắm, hoảng hốt bỏ cả đồ đạc, chạy xuống thuyền buôn vào Nghệ An. Theo vua Tây Sơn, Nguyễn Nhạc thấy Hữu Chỉnh lại theo về, không nỡ bỏ cho ở lại cùng với Nguyễn Duệ giữ đất Nghệ An. Bây giờ, quyền bính ở đất Bắc Hà về cả vua nhà Lê thật là một cái cơ hội ít có để lập lại cái nền tự chủ của nhà Lê. Nhưng tiếp vì vua chiêu thống không có tài quyết đoán mà đình thần lúc bấy giờ không có ai là người biết kinh luân. Hệ thấy có giặc là bỏ chạy giặc đi rồi thì kéo nhau ra bàn ngược bàn xuôi. Người thì định lập lại nghiệp chúa, kẻ thì muốn tôn phủ nhà vua. Lại có dòng dõi họ trịnh là trịnh lệ và trịnh bồng, chia đảng ra đánh nhau để tranh quyền. Vua chiêu thống bất đắc dĩ phải phong cho trịnh bồng làm án đô vương, lập lại phủ chúa. Đảng họ trịnh lại toan đường hiếp chế nhà vua. Vua chiêu thống phải xuống mật chiếu vời Nguyễn Hữu Trình ra giúp. Hai, Nguyễn hữu trình chuyên quyền ở đất bắc. Nguyễn hữu trình từ khi trở về nghệ an chiêu mộ dũng sĩ ngày đêm luyện tập, nhân có chiếu nhà vua vào gọi, bèn thu xếp được hơn một vạn quân ra giúp vua lê. Trịnh bồng đem quân ra chống giữ, đánh thua phải bỏ chạy. Hữu trình vào ít kiến vua chiêu thống và chuyên giữ binh quyền. Trịnh bồng có khởi binh mấy lần để toan sự khôi phục nhưng không thành công. Cho nên cũng chán sự đời Bèn bỏ đi tu Về sau không biết chết ở đâu Họ trịnh mất từ đấy Nguyễn Hữu Trình đánh đuổi họ trịnh đi rồi Vua phong cho chức đại tư đồ Bằng trung công Từ đó Hữu Trình cậy công khinh người Làm lắm điều trái phép Vua cũng lấy làm lo Nhưng không biết trông cậy vào ai Cho nên đành phải chịu vậy 3. Tây Sơn lấy đất Bắc Hà Ở trong Nam thì từ khi vua Tây Sơn là Nguyễn Nhạc về quy nhân rồi, tự xưng làm Trung ương Hoàng đế, phong cho Nguyễn Lữ làm Đông Định Vương ở đất Gia Định, cho Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương ở đất Thuận Hóa, lấy Hải Vân làm giới hạn. Được ít lâu, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ có chuyện hiềm khích với nhau. Nguyễn Huệ đem binh vào vây đánh thành Quy Nhơn, ngặt đến nỗi Nguyễn Nhạc phải thân lên thành mà kêu khóc gọi Nguyễn Huệ mà bảo rằng nỡ lòng nào lại nổi ra nấu thịt như thế. Ghi chú Tục người trong Bình Định thể đi săn được hiu nai thì lột da ra làm nồi mà nấu thịt. Ở đây Nguyễn Nhạc có ý nói rằng cùng da cùng thịt nỡ nào hại lẫn nhau vậy. Hết ghi chú Nguyễn Huệ động lòng mới giải vây rút quân về thuận hóa trong khi anh em Tây Sơn đánh nhau thì Nguyễn Hữu chỉnh ra Bắc Hà đến khi anh em đã giảng hòa rồi Nguyễn Huệ ở Phú Xuân Thấy Hữu chỉnh lừng lẫy ở đất Bắc bèn sai Vũ Văn Nhậm ra bắt tháng 11 năm Đinh vị 1787 Vũ Văn Nhậm phá quân Nguyễn Hữu chỉnh ở Thanh Quyết Giang làng Thanh Quyết huyện Gia Viễn và ở châu cầu Phủ Lý Nhân rồi đánh đuổi ra đến Thăng Long vua chiêu thống thấy quân của Nguyễn Hữu chỉnh đã thua rồi bèn bỏ kinh đô chạy sang kinh bắc và sai lê quýnh cùng với hơn ba mươi người tôn thất đem bà hoàng thái hậu bà hoàng phi và hoàng tử lên cao bằng còn vua thì cùng với hữu chỉnh về đóng ở núi mục sơn ở đất yên thế tướng tây sơn là nguyễn văn hòa đem binh lên đánh bắt được hữu chỉnh đem về làm tội ở thăng long vũ văn nhậm giết nguyễn hữu chỉnh rồi cho đi tìm vua chiêu thống không được bèn tôn sùng nhượng công tên là Lê Duy Cẩn lên làm giám quốc để thu phục lòng người. Bây giờ các quan không ai theo, sùng nhượng công ở trong điện chỉ có vài người hoàng thân và mấy viên võ tướng. Sớm tối hầu hạ còn thì không ai tâu hỏi việc gì cả. Ngày ngày cứ đi bộ sang chầu trực bên dinh Vũ Văn Nhậm. Văn Nhậm cũng không biết xử ra làm sao. Người kinh thành thấy vậy gọi sùng nhượng công là thầy đề lại giám quốc khi bắc bình vương nguyễn huệ sai vũ văn nhậm ra đánh nguyễn hữu chỉnh thì đã có lòng nghi văn nhậm cho nên lại sai ngô văn sở và phan văn lân làm tham tán quân vụ để chia bớt binh quyền đến khi văn nhậm lấy được thăng long bắt được hữu chỉnh rồi có ý cậy tài và ra bộ kiêu ngạo ngô văn sở đem ý ấy viết thư về nói văn nhậm muốn làm phản bắc bình vương lập tức truyền lệnh kéo quân kỵ đêm ngày đi gấp đường ra Thăng Long. Nửa đêm đến nơi bắt Vũ Văn Nhậm giết đi rồi truyền gọi các quan văn võ nhà Lê cho vào ý kiến, đặt quan lục bộ và quan chấn thủ để Lê Duy Cẩn làm giám quốc, chủ trương việc tế lễ dùng Ngô Thị Nhậm làm lại bộ tả thị lang. Còn các quan nhà Lê thì có người ở lại nhận chức, có người trốn đi, cũng có người tuẫn tiết bắc bình vương đã đổi đặc quan quân chỉnh đốn mọi việc xong cả rồi chọn ngày về nam để bọn ngô văn sở ở lại giữ đất bắc hà vua chiêu thống từ khi thua trận mục sơn chạy về núi bảo lộc rồi nay ở hải dương mai ở sơn nam cùng với mấy người trung nghĩa lo sự khôi phục nhưng vì thế lực mỗi ngày một kém bề tôi như bọn đinh tích nhưỡng thì trở mặt làm phản còn thì ai nấy trốn tránh đi mất cả bởi thế cho nên cơ nghiệp nhà Lê đổ nát vậy. Nhà Lê kể từ vua Thái Tổ khởi nghĩa, đánh đuổi quân nhà Minh về tàu, lập lại nền tự chủ cho nước nhà, truyền đến vua Chiêu Tông thì bị họ Mạc cướp mất ngôi. Sau nhờ có họ Nguyễn và họ Trịnh giúp đỡ, nhà Hậu Lê lại trung hưng lên, truyền đến vua Chiêu Thống tức là Mẫn Đế thì hết. Nhà Lê làm vua, kể cả tiền Lê và Hậu Lê được 360 năm. Từ năm 1428 đến năm 1788, trước sau sửa sang được nhiều việc, sự học hành, việc luật pháp, việc canh nông đều được mở mang ra hơn trước. Nhưng từ khi trung hơn lên trở về sau, nhà vua bị họ Trịnh hiếp chế thành ra có vua lại có chúa. Vua ngồi làm vì, chúa giữ cả quyền chính trị. Đến khi nghiệp chúa suy thì ngôi vua cũng đổ vậy. Chương 11 Nhà Nguyễn Tây Sơn 1788-1802 Gồm 15 phần 1. Nhà Nguyễn Tây Sơn giấy nghiệp 2. Vua Quang Trung 3. Tôn Sĩ Nghị đem quân sang Việt Nam 4. Vua Quang Trung đại phá quân nhà Thanh 5. Vua Quang Trung cầu phong 6. Vua Chiêu Thống nhà Lê bị nhục bên tàu 7. Đức độ vua Quang Trung 8. 8. Chính trị của vua Quang Trung. 9. Quan chế. 10. Việc đinh điền. 11. Việc học hành. 12. Việc làm chùa chiền. 13. Việc định đánh tàu. 14. Vua Quang Trung mất. 15. Vua Cảnh Thịnh. 1. Nhà Nguyễn Tây Sơn giấy nghiệp. Những người làm quốc sử nước Tàu và nước ta thường chia những nhà làm vua ra chính thống và ngụy triều nhà nào một là đánh giặc mở nước sáng lập ra cơ nghiệp hai là được kế truyền phân minh thần dân đều phục ba là dẹp loạn yên dân dựng nghiệp ở đất trung nguyên thì cho là chính thống nhà nào một là làm tôi cướp ngôi vua làm sự thoán đoạt không thành hai là xưng đế xưng vương ở chỗ rừng núi hay là ở đất biên địa ba là những người ngoại chủng vào chiếm nước làm vua thì cho là Ngụy Triều. Vậy nay lấy những lẽ ấy mà xét xem nên cho nhà Nguyễn Tây Sơn làm chính thống hay là Ngụy Triều để cho hợp lẽ công bằng và cho xứng cái danh hiệu những người anh hùng đã qua. Nguyên nước ta là nước quân chủ, lấy cái nghĩa vua tôi làm trọng hơn cả thế mà từ khi nhà lê trung hưng lên trở về sau họ nguyễn hùng cứ phương nam họ trịnh xưng chúa miền bắc trên tuy còn tôn vua nhưng mà quyền về cả nhà chúa trong nước ta đã có vua lại có chúa làm thành ra vua không phải là vua tôi không phải là tôi ấy là một thời loạn đến sau ở trong nam thì có trương phúc loan chuyên quyền làm bậy ở ngoài bắc thì có kiêu binh làm loạn giết hại quan đại thần vua chúa phải nhún mình mà chiều đãi, đình thần phải khoanh tay mà chịu một bề, ấy lại là một lúc đại loạn vậy. Lúc ấy, anh em Nguyễn Nhạc là người dân mặc áo vải, giấy binh ở ấp Tây Sơn, chống nhau với chúa Nguyễn để lập nghiệp ở đất Quy Nhơn. Tuy rằng đối với họ Nguyễn là cừu địch, nhưng mà đối với nước Nam, thì chẳng qua cũng là một người anh hùng lập thân trong lúc biến loạn đó mà thôi còn như nguyễn huệ là vua thái tổ nhà nguyễn tây sơn thì trước giúp anh bốn lần vào đánh đất gia định đều được toàn thắng phá hai vạn quân hùng beo của tiêm la chỉ còn được mấy trăm người lủi thủi chạy về nước sau lại ra bắc hà dứt họ trịnh tôn vua lê đem lại mối cương thường cho rõ ràng ấy là đã có sức mạnh mà lại biết làm việc nghĩa vậy nhưng vì vua nhà lê nhu nhược triều thần lúc bấy giờ không ai có tài kinh luân lại để cho Trịnh Bồng và Nguyễn Hữu Trình nối nhau mà chuyên quyền đến nỗi thành ra tán loạn dẫu thế mặc lòng khi Nguyễn Huệ giết Vũ Văn Nhậm rồi không nỡ dứt nhà Lê đặt giám quốc để giữ tông miếu tiền triều như thế thì cách ở với nhà Lê không lấy gì làm bạc sau vua chiêu thống và bà Hoàng Thái Hậu đi sang kêu cầu bên tàu Vua nhà Thanh nhân lấy dịp ấy mượn tiếng cứu nhà Lê để lấy nước Nam, bèn sai binh tướng sang giữ thành Thăng Long. Bấy giờ cứ theo như tờ mật vụ của vua nhà Thanh thì nước Nam ta bề ngoài tuy chưa mất hẳn nhưng kỳ thật đã vào tay người Tàu rồi. Vậy nước đã mất thì phải lấy nước lại. Ông Nguyễn Huệ mới lên ngôi hoàng đế, truyền hịch đi các nơi, đường đường chính chính đem quân ra đánh một trận phá 20 vạn quân tàu. Tướng nhà Thanh là Tôn Sĩ Nghị phải bỏ cả ấn tín mà chạy, làm cho vua tôi nước tàu khiếp sợ. Tướng sĩ nhà Thanh thất đảm. Tưởng từ xưa đến nay, nước ta chưa có võ công nào lẫm liệt như vậy. Và đánh đuổi người tàu đi lấy nước lại mà làm vua thì có điều gì mà trái đạo. Há lại chẳng hơn nhà Lý, nhà Trần, nhân lúc ấu quân nữ chúa mà làm sự thoán đoạt hay sao vậy thì lấy lẽ gì mà gọi là ngụy huống chi sau vua nhà thanh cũng công nhận cho ông nguyễn huệ làm vua nước nam và lại sai sứ sang phong cho ông làm an nam quốc vương theo như lệ các triều trước như thế thì nhà nguyễn tây sơn mở nước có khác gì nhà đinh và nhà lê không tuy rằng chẳng được bao lâu nhà nguyễn tây sơn sinh ra nội loạn vua Thế Tổ Cao Hoàng nhà Nguyễn lại thu phục được cơ nghiệp cũ mà thống nhất cả Nam Bắc lại là một. Nhưng việc thành bại hưng vong là mệnh trời và lại khi hai người anh hùng đuổi một con hiêu tất là người nọ gọi người kia là cửu địch. Vậy lấy lẽ tôn bản triều mà xét thì nhà Nguyễn Tây Sơn là ngụy mà lấy công lý mà suy thì vua Quang Trung Nguyễn Huệ là một ông vua cùng đứng ngang với vua Đinh Tiên Hoàng, vua Lê Thái Tổ mà nhà Nguyễn Tây Sơn cũng là một nhà chính thống như nhà Đinh và nhà Lê vậy. 2. vua Quang Trung 1788-1792. Ông Nguyễn Huệ sau đổi tên là Nguyễn Quang Bình là một người có sức khỏe tuyệt trần, lại có mưu trí quyền biến, mẹo mực như thần khởi binh ở đất Tây Sơn thuộc huyện An Khê, Bình Định, giúp anh là Nguyễn Nhạc, lập nên nghiệp lớn, được phong làm Bắc Bình Vương, đóng đô ở đất Phú Xuân. Năm Mậu Thân 1788, quân nhà Thanh mượn tiếng sang cứu nhà Lê, chiếm giữ thành Thăng Long, có ý muốn lấy đất An Nam, Bắc Bình Vương lên ngôi Hoàng đế, đặt niên hiệu là Quang Trung, rồi đem binh đi đánh giặc ba tôn sĩ nghị đem quân sang an nam nguyên vua chiêu thống đã mấy lần toan sự khôi phục nhưng không được phải nương náu ở đất lạng giang còn bà hoàng thái hậu thì đem hoàng tử sang long châu kêu van với quan tàu xin binh cứu viện bấy giờ quan tổng đốc lưỡng quảng là tôn sĩ nghị dâng biểu tâu với vua càn long nhà thanh đại lược nói rằng họ lê là cống thần nước tàu nay bị giặc lấy mất nước mẹ và vợ tự quân sang cầu cứu tình cũng nên thương và nước nam vốn là đất cũ của nước tàu nếu sau khi cứu được nhà lê và lại lấy được đất an nam thực là lợi cả đôi đường vua càn long nghe lời tâu ấy sai tôn sĩ nghị khởi quân bốn tỉnh quảng đông quảng tây quý châu vân nam đem sang đánh tây sơn tôn sĩ nghị chia quân ra làm ba đạo sai quan tổng binh tỉnh vân nam và quý châu đem một đạo sang mạn tuyên quang sai sầm nghi đống là tri phủ điền châu đem một đạo sang mạn cao bằng ghi chú khi xưa đất hà giang lao cay yên bái thuộc địa hạt tỉnh tuyên quang hết ghi chú sĩ nghị cùng với đề đốc là hứa thế thanh đem một đạo sang mạn lạng sơn hẹn ngày tiến binh sang đánh an nam tướng tây sơn là ngô văn sở ở thăng long được tin quân tàu đã sang sợ thấy yếu đánh không nổi bèn rút quân thủy bộ về đóng giữ từ núi tam điệp ra đến bờ bể rồi sai người về phú xuân cáo cấp ghi chú núi tam điệp trước gọi là đèo ba dội ở chỗ phân địa giới tỉnh ninh bình và tỉnh thanh hóa hết ghi chú tôn sĩ nghị kéo quân đến kinh bắc bắc ninh vua chiêu thống ra chào mừng rồi theo quân tàu về thăng long sĩ nghị đóng đồn ở giữa bãi về mé nam sông nhị hà bắc cầu phao ở giữa sông để tiện đi lại và chia quân ra đóng giữ các mặt ngày hôm sau sĩ nghị làm lễ tuyên độc tờ sắc của vua nhà thanh phong cho vua chiêu thống làm an nam quốc vương vua chiêu thống tuy đã thụ phong nhưng các tờ văn thư đều phải đề niên hiệu Càn Long. Mỗi khi buổi trầu xong rồi lại đến dinh sĩ nghị để trầu trực việc cơ mật quân quốc. Vua cưỡi ngựa đi với độ 10 người lính hầu mà thôi, sĩ nghị thì ngạo nghễ tự đắc, ý tứ xử với vua rất là khinh bạc. Có khi vua chiêu thống lại hầu, không cho vào ý kiến, chỉ sai một người đứng dưới gác chiêng truyền ra rằng không có việc quân quốc gì, xin ngài hãy về cung nghỉ. Người bây giờ bàn riêng với nhau rằng, nước Nam ta từ khi có đế vương đến giờ, không thấy vua nào hèn hạ đến thế. Tiếng là làm vua mà phải theo niên hiệu vua tàu, việc gì cũng phải bẩm đến quan tổng đốc. Thế thì có khác gì đã là nội thuộc rồi không? Vua và triều thần bấy giờ, việc gì cũng trông cậy vào tôn sĩ nghị. Ngày đêm chỉ lo việc báo ân báo oán, giết hại những người trước đã đi theo Tây Sơn. Tôn Sĩ Nghị thì càng ngày càng kiêu ngạo thêm, coi việc binh làm thường, lại thả quân lính ra cướp phá dân gian, làm lắm sự nhũng nhiễu. Vì thế cho nên lòng người mất cả trông cậy. 4. Vua Quang Trung đại phá quân nhà Thanh. Bắc Bình Vương được tin quân nhà Thanh đã sang đóng ở Thăng Long, lập tức hội các tướng sĩ để bàn việc đem binh ra đánh. Các tướng đều xin hãy chính ngôi tôn để yên lòng người rồi sẽ khởi binh. Bắc Bình Vương bèn sai đắp đàn ở núi Bàn Sơn. Ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân 1788, Vương làm lễ lên ngôi Hoàng đế rồi tự mình thống lĩnh thủy bộ đại binh ra đánh giặc thanh. Ra đến Nghệ An nghỉ lại 10 ngày, để kén lấy thêm binh, cả thầy được 10 vạn quân và hơn 100 con voi. Vua Quang Trung điểm duyệt quân sĩ, truyền dụ nhủ bảo mọi người hãy cố gắng đánh giặc giúp nước. Đoạn rồi kéo quân ra Bắc, đến ngày 20 tháng Chạp thì đến núi Tam Điệp. Bọn Ngô Văn Sở, Ngô Thời Nhiệm đều ra tạ tội, kể chuyện quân tàu thế mạnh, sợ đánh không nổi cho nên phải rút về giữ chỗ hiểm yếu. Vua Quang Trung cười mà nói rằng Chúng nó sang phen này là mua cái chết đó thôi Ta ra chuyến này thân coi việc quân đánh giữ Để định mẹo rồi Đuổi quân tàu về chẳng qua 10 ngày là xong việc Nhưng chỉ nghĩ chúng là nước lớn gấp 10 nước ta Sau khi chúng thua một trận rồi Tất chúng lấy làm xấu hổ Lại mưu báo thù Như thế thì đánh nhau mãi không thôi Dân ta hại nhiều Ta sao nữa thế Vậy đánh xong trận này, ta phải nhờ thời nhiệm dùng lời nói cho khéo để đình chỉ việc chiến tranh. Đợi 10 năm nữa, nước ta dưỡng được sức phú cường rồi thì ta không cần phải sợ chúng nữa. Vua Quang Trung truyền cho tướng sĩ ăn tích nguyên đán trước để đến hôm trừ tịch thì cất quân đi. Định ngày mùng 7 tháng riêng thì vào thành Thăng Long mở tiệc ăn mừng. Đoạn rồi truyền lệnh cho ba quân đến nghe lệnh điều khiển đại tư mã sở nội hầu lân đem tiền quân đi làm tiên phong hô hổ hầu đem hậu quân đi đốc chiến đại đô đốc lộc đô đốc tuyết đem hữu quân cùng thủy quân vượt qua bể vào sông lục đầu rồi tuyết thì kinh lược mặt hải dương tiếp ứng đường mé đông lộc thì kéo về vùng lạng giang vượng nhỡn, yên thế để chặn đường quân tàu chạy về. Đại Đô Đốc bảo, Đô Đốc Mưu đem tả quân cùng quân tượng mã đi đường núi ra đánh phía Tây. Mưu thì xuyên ra huyện Trương Đức, nay là Trương Mỹ, tiện đường kéo thẳng đến làng Nhân Mục, huyện Thanh Trì, đánh quân Điền Châu. Bảo thì thống xuất quân tượng mã theo đường huyện Sơn Lãng ra làng Đại Áng thuộc huyện Thanh Trì tiếp ứng cho mặt tả năm quân được lệnh đều thu xếp đâu đấy. Đến hôm 30 khua trống kéo ra Bắc, khi quân sang sông Giản Thủy, cánh nghĩa quân của nhà Lê tan vỡ chạy cả. Ghi chú, Giản Thủy chắc là bến đò Giản ở giáp giới tỉnh Ninh Bình và Hà Nam bây giờ. Hết ghi chú. Vua Quang Trung thân đốc các quân đuổi theo đến huyện Phú Xuyên bắt sống hết được toán quân tàu đóng ở đấy. Không một người nào chạy thoát được. Vì thế cho nên không có tin báo về Những quân tàu đóng ở làng Hà Hồi Và làng Ngọc Hồi không biết gì cả Nửa đêm ngày mùng 3 tháng Giêng năm Kỷ Dậu 1789 Quân vua Quang Trung đến làng Hà Hồi vây kín đồn giặc Rồi bắt loa lên gọi Các quân dạ rầm cả lên Có hàng muôn người Quân canh đồn bấy giờ mới biết Sợ hãi thất thố đều xin hàng Bởi thế lấy được hết cả quân lương và đồ khí giới sáng mờ mờ ngày mùng 5, quân Tây Sơn tiến lên đến làng Ngọc Hồi. Quân tàu bắn súng ra như mưa. Vua Quang Trung sai người lấy những mảnh ván, ghép ba mảnh lại làm một. Lấy rơm, cỏ, dấp nước, quấn ở ngoài. Rồi sai quân kiêu dũng cứ 20 người khiêng một mảnh. Mỗi người dắt một con dao nhọn, lại có 20 người cầm khí giới theo sau. Vua Quang Trung cưỡi voi đi sau đốc chiến. Quân An Nam vào đến gần cửa đồn, bỏ ván xuống đất, rút dao ra, xông vào chém quân đi sau cũng kéo ùa vào đánh quân tàu địch không nổi xôn xao tán loạn xéo lẫn nhau mà chạy quân nam thừa thế đánh tràn đi lấy được các đồn giết quân nhà thanh thây nằm ngổn ngang khắp đồng máu chảy như tháo nước quân các đạo khác cũng đều được toàn thắng quan nhà thanh là đề đốc hứa thế hanh tiên phong trương sĩ long tả dực thượng duy thăng đều tử trận cả Quan phủ Điền Châu là Sầm Nghi Đống, đóng ở Đống Đa, bị quân An Nam vây đánh cũng thắt cổ mà chết. Khi chú Đống Đa ở cạnh Thái Hà ấp gần Hà Nội. Về sau bọn khách chú ở Thăng Long làm cái đền thờ Sầm Nghi Đống ở ngõ Sầm Công sau hàng buồm. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương có vịnh bài tuyệt cú rằng ghé mắt trông ngang thấy bảng treo kìa đền thái thú đứng treo leo ví đây đổi phận làm trai được thì sự anh hùng há bấy nhiêu tôn sĩ nghị nửa đêm được tin báo hoảng hốt không kịp thắng yên ngựa và mặc áo giáp đem mấy tên lính kỵ chạy qua sông sang bắc quân các trại nghe tin như thế xôn xao tan rã chạy trốn tranh nhau sang cầu một lát cầu đổ xa cả xuống sông chết đuối sông nhị hà đầy những thây người chết vua chiêu thống cũng theo tôn sĩ nghị sang sông cùng với bà hoàng thái hậu và mấy người cận thần chạy sang tàu đạo quân vân nam là quý châu đóng ở miền sơn tây nghe tin quân tôn sĩ nghị đã bị thua cũng rút quân chạy về ghi chú trước đất phú thọ vĩnh yên thuộc về địa hạt tỉnh sơn tây hết ghi chú ngày hôm ấy vua quang trung đốc quân đánh giặc áo ngự bào bị thuốc súng bắn vào đen như mực đến trưa thì vào thành thăng long sai tướng đem binh đuổi đánh quân nhà thanh đến cửa nam quan những dân tàu ở gần lạng sơn sợ khiếp đàn ông đàn bà rất díu nhau mà chạy từ cửa ải về mé bắc hơn mấy trăm dặm tịnh không nghe thấy tiếng một người nào vua quang trung vào thành thăng long hạ lệnh chiêu an cảm những người tàu trốn tránh ở đâu ra thú tội đều được cấp cho áo mặc lương ăn lại bắt được cả ấn tín của tôn sĩ nghị bỏ lại trong những giấy má bắt được có tờ mật dụ của vua càn long nói rằng việc quân nên từ đồ không nên hấp tấp hãy nên đưa hịch truyền thanh thế đi trước và cho các quan nhà lê về nước cũ hợp nghĩa binh tìm tự quân nhà lê đem ra đứng đầu để đối địch với nguyễn huệ thử xem sự thể thế nào nếu lòng người nước nam còn nhớ nhà lê có quân ta kéo đến ai là chẳng gắng sức nguyễn huệ tất phải tháo lui ta nhân lấy dịp ấy mà sai tự quân đuổi theo rồi đại binh của ta theo sau như thế không khó nhọc mấy nỗi mà nên được công to đó là mẹo hay hơn cả ví bằng suốt người trong nước nửa theo đằng nọ nửa theo đằng kia thì Nguyễn Huệ tất không chịu lui. Vậy ta hãy đưa thư sang tỏ bảo đường họa phúc, xem nó đối đáp làm sao. Đợi khi nào thủy quân ở Mân, Quảng đi đường bể sang đánh mặt thuận hóa và Quảng Nam rồi, bộ binh sẽ tiến lên sau, Nguyễn Huệ trước sau bị địch. Thế tất phải chịu thua, bây giờ ta sẽ nhân mà làm ơn cho cả hai bên. Tự đất thuận hóa Quảng Nam trở vào Nam thì cho Nguyễn Huệ tự châu hoan châu ái trở ra bắc thì phong cho tự quân nhà lê ta đóng đại binh lại để kiềm chế cả hai bên rồi sẽ có xử trí về sau vua quang trung đem tờ mật dụ ấy bảo với ngô thị nhậm rằng ta xem tờ chiếu của vua nhà thanh chẳng qua cũng muốn mượn tiếng ấy để lấy nước ta đó thôi nay đã bị ta đánh thua một trận tất là lấy làm xấu hổ chắc không chịu ở yên hai nước mà đánh nhau thì chỉ khổ dân vậy nên dùng lời nói khéo để khiến cho khỏi sự binh đao việc ấy nhờ nhà ngươi chủ trương cho mới được ngô thì nhậm vâng lệnh làm thư đại khái nói rằng nước nam vốn không dám chống cự với đại quốc nhưng chỉ vì tôn sĩ nghị làm lỡ việc cho nên phải thua vậy nay xin tạ tội và xin giảng hòa vua con trung sai sứ đem thư sang tàu và lại sai đem những quân nhà thanh đã bắt được để ở một nơi cấp cho lương thực đợi ngày cho về nước xếp đặt mọi việc xong rồi đem quân về nam lưu ngô văn sở và phan văn lân ở lại tổng thống các việc quân quốc còn những việc từ lệnh giao thiệp với nước tàu thì ủy thác cho ngô thời nhiệm và phan huy ích cho được tự tiện mà khu xử hễ không có việc quan hệ thì bất tất phải đi tâu báo mà làm gì năm vua quang trung cầu phong vua nhà thanh nghe tin tôn sĩ nghị bại binh nổi giận đùng đùng lập tức giáng chỉ sai quân nội các là phúc khang an ra thay sĩ nghị làm tổng đốc lưỡng quảng đem binh mã chín tỉnh sang kinh lý việc an nam ghi chú phúc khang an là người Mãn Châu thuộc về Dinh Hoàng Kỳ vốn là người tin dùng của vua nhà Thanh hết ghi chú Phúc Khang An ra đến Quảng Tây nghe tiếng quân An Nam thế mạnh trong bụng đã sợ có ý muốn hòa bèn sai người đưa thư sang nói việc lợi hại và bảo phải làm biểu tạ tội để cho yên việc binh đao vua quan trung bèn cho người đưa vàng bạc sang đút lót cho khang an rồi sai người cháu là nguyễn quang hiền và quan là Vũ Huy Tấn đem đồ cống phẩm sang Yên Kinh vào chầu vua nhà Thanh và dâng biểu xin phong. Bấy giờ quan ngoài thì có Phúc Khang An đề đạt giúp đỡ, quan trong thì có các thần là Hòa Thân làm chủ trương cho nên vua nhà Thanh mới thuận cho giảng hòa. Di chú, Hòa Thân cũng là người Mãn Châu về dinh Hoàng Kỳ, cùng với Phúc Khang An coi việc phiên viễn Hết ký chú. Hòa thân được tiền bạc của vua Quang Trung đút lót, rồi dùng lời nói khéo, điều gì cũng hợp ý vua Nhà Thanh. Vua Nhà Thanh bèn sai sứ sang phong cho vua Quang Trung làm an nam quốc vương và lại giáng chỉ vời quốc vương vào chầu. Vua Quang Trung bèn chọn một người hình dung giống mình, tên là Phạm Công Trị, trá làm quốc vương, rồi sai Ngô Văn Sở, Đặng Văn chân Phan Huy Ích, Vũ Huy Tấn, đưa sang yên kinh vào chầu vua càn long ngoài những phẩm vật phải đem cống vua quang trung lại đem cống thêm đôi tượng đực làm cho các cung trạm ở dọc đường bên tàu phải phục dịch đưa đón thật là vất vả quan tổng đốc lưỡng quảng là phúc khang an và quan tuần phủ quảng tây là tôn vĩnh thanh phải đưa quốc vương an nam vào kinh sang đến yên kinh vua càn long nhà thanh tưởng là nguyễn quang trung thật vời đến chầu ở nhiệt hà cho vào làm lễ ôm gối như là tình cha con một nhà và cho ăn yến với các thân vương đến lúc về nước vua lại sai thợ vẽ làm một bức ảnh truyền thần để ban cho ân lễ thật là hậu sáu vua chiêu thống nhà lê bị nhục bên tàu vua chiêu thống theo tôn sĩ nghị vào thành nam ninh ở quảng tây được ít lâu thì vua nhà Thanh sai các thần là Phúc Khang An ra thay tôn sĩ nghị. Khang An muốn giảng hòa với Tây Sơn, bèn mời vua chiêu thống về Quế Lâm. Bây giờ những quan cựu thần nhà Lê là Hoàng Thúc Lê Duy Án, Đinh Nhạ Hành, Đinh Lịnh Dận, Trần Huy Lâm, Lê Doãn, Lê Dĩnh, Phan Khải Đức, Bế Nguyễn Cung, Bế Nguyễn Doãn đều lục tục sang theo vua chiêu thống vào ra mắt Khang An. Khang An dùng Đinh Nhạ Hành làm chức thủ bị Toàn Châu. Phan Khải Đức làm chức Đô Tư Liễn Châu. Còn thì tùy tiện an trí mỗi người một nơi. Duy chỉ có Lê Duy Án, Trần Huy Lâm, Lê Doãn, Lê Dĩnh về Quế Lâm theo vua nhà Lê. Đến tháng 4 năm kỷ dậu 1789, vua tôi nhà Lê vào thành Quế Lâm Khang An nói thác ra bảo vua Chiêu Thống rằng Trời đang mùa hè nắng nóng, sang đánh phương Nam không tiện nên để đến mùa thu mát mẻ sẽ khởi binh. Vậy nhà vua nên gióng giả dần bọn tướng thuộc đi trước. Nhưng mà nhà vua hãy nên gọt đầu thay áo làm như giá người tàu để khi về nước giặc không nhận được mặt. Việc hành binh phải nên biến trá đợi khi thành công rồi thì theo tục nước mà ăn mặc vua chiêu thống không ngờ là khang an đánh lừa mình bèn cùng với các quan cạo đầu dóc tóc và đổi y phục phúc khang an bèn làm một tờ biểu tâu với vua nhà thanh rằng vua nước nam là lê duy kỳ không có ý xin viện binh nữa vua tôi hiện đã dóc tóc thay áo xin yên tâm ở lại nước tàu vậy xin bãi binh đánh an nam ở trong lại có hỏa thân tán thành, bởi vậy vua nhà Thanh mới xuống chỉ bãi binh. Vua nhà Thanh đã nghe lời bọn Phúc Khang An và hỏa thân và đã phong vương cho vua Quang Trung rồi, lại giáng chỉ triệu vua tôi nhà Lê về Yên Kinh. Ghi chú Bọn Lê Quýnh, Trịnh Hiến, cả thảy đến 10 người sau cũng bị Phúc Khang An gọi về Quảng Tây, rồi bắt đổi áo dốc tóc như mọi người. Lê Quýnh nói rằng Ông cho gọi chúng tôi đến chẳng bàn được điều gì Lại dỗ chúng tôi đổi áo dốc tóc Ấy nghĩa gì Đầu chúng tôi có thể chặt được Chứ tóc không dốc Da cũng có thể lột được Chứ áo không đổi Phúc Khang An tức giận cho giải về cả Yên Kinh Đi đến Sơn Đông Gặp vua Càn Long đi chơi Vua đòi vào hỏi Sao vua An Nam đã chịu đổi áo dốc tóc Theo nhà Thanh Mà bọn ấy lại còn không chịu Lê Quýnh tâu rằng chúng tôi muôn dặm tòng vong, xin cứ theo tục bản quốc vào ra mắt quốc vương, rồi sau sẽ vâng chỉ. Vua nhà Thanh khen là trung, nhưng về sau Lê Quýnh không chịu dốc tóc, chiếu tội vì mệnh phải ra mãi. Hết kỳ chú. Mùa xuân năm canh tốt 1790, vua Chiêu Thống cùng với các quan tòng vong vào kinh. Vua Cản Long để vua Chiêu Thống, bà Thái Hậu và Hoàng Tử ở ngõ Hồ Đồng tòa quốc tử giám cửa tây định ở yên kinh ngoài cửa đề chữ tây an nam dinh còn các quan an nam đi theo thì cho ở ngõ hồ đồng dương phố cửa đông trực ngoài cửa đề chữ đông an nam dinh vua chiêu thống đến yên kinh được mấy hôm thì thấy quan đô thống nhương hoàng kỳ là kim giản phụng chỉ vua nhà thanh ra phong cho chức tả lĩnh và ban cho áo mão quan tam phẩm. Còn các quan đi theo thì cấp cho mỗi người ba lạng bạc và một thạch gạo. Vua Triều Thống giận vì người Tàu đánh lừa, bèn cùng với bề tôi là Phạm Như Tùng, Hoàng Ích Hiểu, Lê Hân, Nguyễn Quốc Đống, Nguyễn Viết Triệu, Lê Quý Thích, Nguyễn Đình Miên, Lê Văn Trương, Lê Tùng, Lê Thức, uống máu ăn thề, định sống chết thế nào thì cũng dâng biểu xin binh cứu viện. Nếu không cho thì xin đất hai tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên để phụng thờ tông tự. Mà không nữa thì xin cho về nước vào đất gia định với chú Nguyễn để đồ việc khôi phục. Văn biểu làm xong, đến nói lót trước với Kim Giản. Kim Giản không nghe, vua tôi nhà Lê phục xuống đất mà kêu khóc. Kim Giản bất đắc dĩ mời vào an ủi rồi nói rằng Xin hãy về quán nghỉ ngơi, đợi để thương lượng thế nào, sau sẽ cho biết. Kim Giản bèn mưu với hỏa thân phân trí vua tôi An Nam đi ở mỗi người một nơi để cho khỏi kêu ca khó chịu. Đến tháng 4 năm Tân Hợi 1791, Hoàng Ích Hiểu phải đẩy sang Y Lê, thuộc hồi bộ ở Tây Vực, phía Tây nước Tàu. Lê Hân đẩy đi Phụng Thiên, Mãn Châu. Phạm Như Tùng đẩy lên Hắc Long Giang, Mãn Châu. Nguyễn Quốc Đống đẩy đi Cát Lâm, Mãn Châu. Nguyễn Viết Triệu, Lê Quý Thích, Nguyễn Đình Miên, Đàm Thận xưởng Lê Văn Trương đẩy ra bến Trương Gia ở Nhiệt Hà, thuộc tỉnh trực lệ. Chỉ để Phạm Đình Thiện, Đinh Nhạ Hành ở lại hầu hạ vua Lê. Vua Chiêu Thống nghe chuyện ấy lo lắng chua xót, ruột nóng như lửa đốt. Sáng hôm sau, cưỡi ngựa đến nhà Kim Giản để kêu an cho mấy người phải đi đầy. Gặp Kim Giản vào chầu vua nhà Thanh ở vườn Viên Minh. Vua Chiêu Thống đi vào cửa vườn, bị lính giữ vườn ngăn cấm không cho đi. Bây giờ có Nguyễn Văn Quyên đi theo hầu vua, thấy lũ lính vô lễ mới nổi giận lên mà chửi mắng rằng Lũ chó ngô kia, sao chúng bay được làm nhục đến vua tao? Rồi lấy gạch ném vào chúng nó. Chúng nó súng nhau lại, đánh Văn Quyên về thành bệnh mà chết. Từ đó vua Chiêu Thống trong bụng buồn bã rầu rĩ, không dám nói đến việc xin binh nữa. Qua sang tháng 5 năm Nhâm Tý 1792, hoàng tử lên đậu mất. Vua nhân dịp đó phải bệnh một ngày một nặng, đến tháng 10 năm Quý Sửu 1793 thì mất, thọ được 28 tuổi vua nhà Thanh sai theo lễ tước công mà táng ở ngoài cửa Đông Trực. Tháng 11 năm Kỷ Mùi 1799, đời vua Gia Khánh thì bà Hoàng Thái Hậu mất. Đến năm Nhâm Tuất 1802, nhân khi bên Việt Nam ta, vua Thế Tổ nhà Nguyễn đã thống nhất cả Nam Bắc và có sứ ta sang cầu phong. Các quan nhà Lê mới nhân dịp dâng biểu xin đem ba Thái Hậu và cố quân về nước vua gia khánh nhà thanh cho tất cả những người việt nam theo vua lê sang tàu về nước sử chép rằng khi đào lên để cải táng mà cố quân thì thấy da thịt đã tiêu cả chỉ còn có quả tim không nát vẫn đỏ như thường ai trông thấy cũng động lòng thương xót dẫu chuyện đó thực hư thế nào mặc lòng nhưng tưởng đến tình cảnh vua chiêu thống lúc bấy giờ thì ai cũng ái ngại thay cho ông vua một nước phải đày đọa đến nỗi như thế có thể làm được một bài bi kịch thảm sót muôn đời tuy rằng tại vua tôi nhà lê vụng tính cho nên bị người ta đánh lừa nhưng cũng nên trách vua quan nhà thanh xử tệ bạc đãi một ông vua vong quốc đem thân đến nương nhờ nước mình ấy cũng là một thời dã man về đời áp chế khiến cho cái oan khổ của người ta muôn đời về sau không tiêu thoát đi được khi đem ma bà thái hậu và vua chiêu thống về đến Việt Nam thì bà Hoàng Phi trước phải ẩn nấp ở đất Kinh Bắc nay lên đến ải quan đón rước rồi về đến Thăng Long cũng nhịn ăn mà tự tử Ngày 24 tháng 11 rước ma cố quân Thái Hậu, Hoàng Phi và Hoàng Tử về táng ở Lăng Bàn Thạch ở Thanh Hóa 7. Đức Độ Vua Quang Trung Vua Quang Trung nhà Nguyễn Tây Sơn là ông vua anh dũng lấy võ lược mà dựng nghiệp nhưng ngài có độ lượng rất am hiểu việc trị nước biết trọng những người hiền tài văn học khi ngài ra lấy bắc hà những người như ngô thời nhiệm phan huy ích đều được trọng dụng và nhất là đối với một người sử sĩ như nguyễn thiệp thì thật là khác thường ông nguyễn thiệp tự là khải chuyên hiệu là nguyệt úc biệt hiệu là hạnh am ông làm nhà ở lục niên thành thuộc huyện la sơn tỉnh hà tĩnh bây giờ cho nên người ta gọi là lục niên tiên sinh hay là la sơn phu tử vua quan trung từ khi đem quân ra đánh bắc hà biết tiếng nguyễn thiệp đã mấy lần cho người đem lễ vật mời ông ra giúp ông không nhận lễ và cũng từ chối không ra đến khi ngài đã đăng cực lại mấy lần cho người đến mời ông ông có đến bái yết và khuyên vua nên lấy nhân nghĩa mà trị dân trị nước rồi lại xin về. Vua Quang Trung tuy không dùng được ông nhưng bao giờ cũng tôn kính ông như bậc thầy và việc chính trị trong nước thường theo ý nghĩa của ông đã trình bày. 8. Chính trị của vua Quang Trung Vua Quang Trung tuy đã thụ phong nhà Thanh nhưng vẫn tự xử theo cách hoàng đế lập bà Ngọc Hân con vua Hiền Tông nhà Lê làm Bắc Cung Hoàng Hậu lập con là Quang Toàn làm thái tử, lại lấy thành Nghệ An là đất giữa nước và lại là đất tổ khi xưa ở đó, mới sai thợ thuyền tải vận đá, gỗ, gạch, ngói, sửa sang đền đài cung điện và sai quân các đạo đào lấy đá ong để xây nội thành gọi là Phượng Hoàng Trung Đô. Cải thành Thăng Long là Bắc Thành, chia đất Sơn Nam ra làm hai chấn, gọi là Sơn Nam Thượng, Sơn Nam Hạ ghi chú Trấn Lị Sơn Nam Thượng ở Châu Cầu Trấn Lị Sơn Nam Hạ ở Vị Hoàng hết ghi chú Mỗi trấn đặt quan chấn thủ và quan hiệp trấn Mỗi huyện văn thì đặt chức phân tri để xét việc kiện cáo võ thì đặt chức phân xuất để coi việc binh lương 9. Quan chế Quan chế thời bấy giờ thì không thấy sử chép rõ nhưng xem các giả sử thì thấy có tam công, tam thiếu, có đại trùng tể, đại tư đồ, đại tư khấu, đại tư mã, đại tư không, đại tư cối, đại tư lệ. Thái úy, đại tổng quản, đại đồng lý, đại đô đốc, đại đô hộ, vân vân Lại có trung thư sảnh, trung thư lệnh, đại học sĩ, hiệp hiện đại học sĩ, thị trung ngự sử, lục bộ thượng thư, tả hữu đồng nghị, tả hữu phụng nghị, thị lang, tư vụ, hàn lâm, vân vân. Về đường quân binh thì đặt ra tiền quân, hậu quân, trung quân, tả quân, hữu quân, vân vân. 10. Việc đinh điền. Đinh thì chia ra làm 3 hạng, từ 2 tuổi đến 17 tuổi làm hạng vị cập cách từ 18 đến 55 tuổi làm tráng hạng, từ 56 tuổi đến 60 tuổi làm lão hạng, từ 61 tuổi trở lên làm lão nhiêu. Ruộng cũng chia ra làm 3 hạng, nhất đẳng điền mỗi mẫu phải nộp 150 bát thóc, nhị đẳng điền mỗi mẫu 80 bát, tam đẳng điền mỗi mẫu 50 bát, lại thu tiền thập vật, mỗi mẫu 1 tiền và tiền khoán khố mỗi mẫu 50 đồng. Ruộng tư điền cũng đánh thuế, nhất đẳng điền mỗi mẫu nộp 40 bát thóc, nhị đẳng điền mỗi mẫu 30 bát, tam đẳng điền mỗi mẫu 20 bát. Tiền thập vật cũng theo như ruộng công điền, còn tiền khoán khố thì mỗi mẫu phải nộp 30 đồng. 11. Việc học hành Đời Tây Sơn, việc cai trị thường hay dùng chữ nôm, nhà vua muốn rằng người Việt Nam thì phải dùng tiếng Việt Nam để gây thành cái tinh thần của nước nhà và cái văn chương đặc biệt không phải là mượn tiếng mượn chữ của nước Tàu. Vậy nên khi thi cử thường bắt quan ra bài chữ nôm và bắt sĩ tử làm bài bằng chữ nôm. Thời bây giờ nhiều người không hiểu rõ cái ý nghĩa sâu xa ấy cho là vua Tây Sơn dùng hà chính mà ức hiếp nhân dân. 12. Việc làm chùa chiền Vua Quang Trung thấy làng nào cũng có chùa chiền, mà những người đi tu hành thì ngu dốt, không mấy người đạt được cái đạo cao sâu của Phật, chỉ mượn tiếng thần thánh mà đánh lừa kẻ ngu dân, ngài xuống chiếu bắt bỏ những chùa nhỏ ở các làng, đem gỗ gạch làm ở mỗi phủ huyện một cái chùa thật to, rất đẹp, rồi chọn lấy những tăng nhân có học thức, có đạo đức ở coi chùa thờ Phật. Còn những người không xứng đáng thì bắt về làm ăn. Ý vua Quang Trung muốn rằng chỗ thờ Phật phải cho tôn nghiêm mà những người đi tu hành thì phải là người chân tu mộ đạo mới được. Những việc cải cách ấy rất có ý nghĩa nhưng vì thùa ấy có nhiều sự chiến tranh và nhà Tây Sơn cũng không làm vua được bao lâu cho nên thành ra không có công hiệu gì cả. 13. Việc định đánh tàu Trước vua Quang Trung cầu hòa với nước tàu và chịu phong là cốt để đợi ngày có đủ sức mà đánh báo thù, cho nên từ khi trong nước đã dẹp yên rồi, ngày đêm chủ tính việc đánh tàu, đình thần ai cũng bàn nên xét số dân đinh cho đích thực để kén lấy lính. vua bèn xuống lệnh cho các chấn bắt dân xã làm lại sổ đinh, ai ai cũng phải biên vào sổ, rồi cấp cho mỗi người một cái thẻ bài khắc bốn chữ thiên hạ đại tín chung quanh ghi tên họ quê quán và phải điểm chỉ làm tin người nào cũng phải đeo thẻ ấy gọi là tín bài ai không có thẻ là dân lậu bắt sung vào quân phòng và bắt tội tổng trưởng xã trường nhân có việc ấy những kẻ lại dịch hiệp với xã trường đi lại làm bậy thường vào làng vây bắt hỏi thẻ làm cho dân gian nhiễu động nhiều người phải trốn vào rừng mà ở sổ đinh làm xong rồi cứ ba tên đinh kén lấy một người lính quân thì chia ra làm đạo cơ đội đạo thì thống các cơ cơ thì thống các đội cơ đội nào theo về cơ đội ấy bắt phải diễn tập luôn luôn bấy giờ ở bên tàu có những giặc tàu ô quấy nhiễu ở miền bể bị quân nhà thanh đánh đuổi chạy sang xin phụ thuộc nước ta vua quang trung cho người tướng tàu ô làm chức tổng binh sai sang quấy nhiễu ở mặt bể nước Tàu, lại có người thuộc về đảng thiên địa hội. Làm giặc ở Tứ Xuyên, vua cũng thu dùng cho làm tướng. Công việc xếp đặt đâu vào đấy rồi. Đến năm nhâm tý 1792, vua Quang Trung sai sứ sang Tàu, xin cầu hôn và xin trả lại cho Việt Nam đất lưỡng quảng. Việc ấy tuy không phải là bản ý, nhưng muốn mượn chuyện để thử ý vua nhà Thanh, không ngờ vua Quang Trung phải bệnh mất các quan dìm việc cầu hôn và việc xin trả đất đi, không cho Thanh Triều biết. 14. Vua Quang Trung mất Vua Quang Trung mất năm nhâm tý 1792, làm vua được 4 năm, thọ được 40 tuổi. Miếu hiệu là Thái Tổ Võ Hoàng Đế. Triều thần bấy giờ là Bùi Đắc Tuyên, Trần Quang Diệu, Vũ Văn Dũng, lập Thái Tử là Nguyễn Quang Toản lên nối ngôi làm vua rồi sai sứ sang tàu dâng biểu cáo tang và cầu phong ghi chú trần quang diệu có sách chép là nguyễn quang diệu hết ghi chú trong biểu nói dối rằng khi vua quang trung mất có dặn lại rằng phải đem chôn ở tây hồ gần bắc thành để tỏ cái bụng quyến luyến trông về thiên triều vua nhà thanh xem biểu tượng là thật khen là trung đặt tên thụy cho là trung thuần lại ngự chế một bài thơ sang viếng, sai quan án sát Quảng Tây là Thành Lâm Sang Tế và phong cho Quang Toản làm An Nam Quốc Vương. Trong bài văn tế có câu rằng Chầu ngôi Nam Cực, lòng trung nghĩa hết đạo thờ vua, chôn đất Tây Hồ, nghĩa thần tử vẫn còn mến chúa. 15. Vua Cảnh Thịnh 1782 1802 khi vua Quang Trung mất thì thái tử là Nguyễn Quang Toàn mới lên 10 tuổi. Triều đình tôn lên làm vua, đặt niên hiệu là Cảnh Thịnh. Sau thành Phú Xuân thất thủ, vua tôi nhà Tây Sơn chạy ra Bắc Hà lại đổi niên hiệu là Bảo Hưng. Vua Cảnh Thịnh tuy đã lên ngôi nhưng mà việc gì cũng do ở thái sư là Bùi Đắc Tuyên quyết đoán cả. Bùi Đắc Tuyên là anh ruột bà Thái Hậu cho nên uy quyền lại càng hống hách lắm các quan văn võ có nhiều người không phục, bởi vậy cho nên về sau trong triều phân ra bè đảng. Các đại thần giết hại lẫn nhau, và lại lúc bấy giờ có vua Thế Tổ Cao Hoàng Nhà Nguyễn là một bậc có tài trí, quyết trí phục thù, cho nên cơ nghiệp nhà Tây Sơn không được bao lâu mà đổ nát vậy.